Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 41, ỷ thế hiếp người. Chỉ có ca ca. Diệp Liên đột nhiên nhoẻn cười. Bởi vì có ca ca là đủ rồi. Thằng nhóc bên cạnh đột nhiên hỏi, ca ca của ngươi rất ghê gớm phải không? Diệp Liên khẽ gật đầu, chân thành đáp tất nhiên rồi. Thằng nhóc hừ lạnh một tiếng, có ghê gớm cỡ nào cũng không bằng cha ta. Diệp Liên lườm thằng nhóc một cái, hỏi lại, cha ngươi cũng đáng gờm à? Thằng nhóc lập tức vội vã gật đầu, đương nhiên rồi. Ông ấy chính là thành chủ Thiên Sơn Thành đó, toàn bộ Thiên Sơn Thành đều nghe ông ấy. Thành chủ. Diệp Liên trợn trừng hai mắt nhìn thằng nhóc. Oa a, vậy là rất lợi hại rồi. Thằng nhóc đắc ý nói, đương nhiên rồi. Ở Thiên Sơn Thành, nhà chúng ta là lớn nhất đấy. Diệp Liên đánh giá thằng nhóc một chút rồi nói, ca ta nói, làm người phải khiêm tốn, nếu không đi ra ngoài rất dễ bị người ta đánh cho. Thằng nhóc lại lắc đầu muốn đánh cũng là đánh cha ta chứ không đánh ta. Diệp Liên trợn tròn hai mắt, há hốc miệng. Sao lại có kẻ hố cha mình như vậy chứ? Thằng nhóc đột nhiên chỉ Diệp Huyên cách đó không xa hỏi, hắn là ca của ngươi à? Diệp Liên khẽ gật đầu, là ca ca ta. Đẹp trai không? Thằng nhóc hừ một tiếng đẹp trai thì có ích lợi gì? Có mài ra mà ăn được đâu? Diệp Liên cười hì hì, đẹp trai thì sau này mới dễ cưới vợ. Thằng nhóc hừ hừ hai tiếng, cái lại ta có tiền, ta muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được. Diệp Liên lắc đầu, nhóc béo, ta cho ngươi biết, tiền không phải vạn năng. Thằng nhóc phản đối, không phải đâu. Cha ta nói có tiền có thể sai ma khiến quỷ, trên thế gian này không có chuyện gì mà tiền không làm được. Nếu có thì là vì không đủ tiền mà thôi. Cho nên, ta phải kiếm thật nhiều tiền. Nói tới đây, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Thằng nhóc hơi giận dữ hỏi, sao ngươi gọi ta là nhóc béo? Ta béo lắm sao? Diệp Liên đánh giá thằng nhóc một chút, vóc người này ít nhất cũng phải 200 cân trở lên. Cô bé giang tay ra hỏi lại, không béo sao? Thằng nhóc cả giận nói, cha ta nói đây là khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Diệp Liên lắc đầu thương hại nhìn thằng nhóc, cha ngươi thật nhân từ. Sắc mặt thằng nhóc có hơi khó coi, một lát sau nó lại nói, ta béo thật à? Diệp Liên khẽ gật đầu nói, cực kỳ béo. Thằng nhóc siết chặt hai nắm đấm, cả giận nói, bọn họ đều lừa ta. Diệp Liên mặc kệ nó, chỉ lùi lại tới bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé không quấy rầy Diệp Huyên, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn rồi dựa đầu vào đó. Thấy cảnh này, thằng nhóc hừ lạnh một tiếng, quay lưng chạy đi nói chuyện với một người đàn ông cách đó không xa, cha, xin cho con một ca ca đi. Người đàn ông trung niên kia. Thuyền bay vượt qua thiên sơn, đi tới một con sông lớn. Sông dài không thấy nguồn, rộng ít nhất phải mấy ngàn trượng, là một con sông lớn thực sự. Mà Diệp Huyên vẫn không nhúc nhích, cứ đứng như vậy nhìn chăm chăm trước mặt như một lão tăng nhập định. Hắn đang suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên rất ít khi suy nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ. Lúc này hắn đứng trên thuyền bay, nhìn thấy sơn hà mênh mông, trong lòng cảm khái, trong đầu nảy ra rất nhiều ý tưởng. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Trong một gian phòng nào đó, một lão già áo tơ trắng nói với Hàn Hương Mộng trước mặt, nghe nói ngươi đã để cho một thiếu niên không biết tên ở phòng hạng nhất sao. Hàn Hương Mộng gật đầu, đúng là có việc này. Sao vậy, chỉ có chút việc nhỏ này cố trưởng lão cũng muốn quản sao? Lão già áo tơ trắng lạnh lùng nói, phòng hạng nhất không phải nơi kẻ nào cũng có thể ở lại. Hẳn là ngươi hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Hàn Hương Mộng cười khẽ, giải thích, hắn không phải người bình thường, mà là một đại kiếm tu. Ta lôi kéo một chút không vấn đề gì chứ. Đại kiếm tu sao? Lão già áo tơ trắng cười nhạo, ngươi lừa trẻ con à. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể là đại kiếm tu sao? Sao ngươi không nói hắn là An Quốc sĩ An Lan Tú đi? Hàn Hương Mộng cau chặt hàng mi dài, cố trưởng lão, ông cố tình muốn gây chuyện sao? Cố trưởng lão cười lạnh ta nào dám. Hàn tiểu thư, mặc dù bên trên phái cô tới tiếp quản thương hội ở Thiên Sơn Thành và đế đô nhưng theo như lệnh của gia tộc thì sau khi cô đến đế đô mệnh lệnh này mới có hiệu lực. Người đâu? Cố trưởng lão vừa hô, hai tên thị vệ đã tới. Cố trưởng lão nhàn nhạt ra lệnh, hai huynh muội kia không có tư cách ở phòng hạng nhất. Ném hết đồ của bọn họ ra. Hai thị vệ cung kính thi lễ rồi lui ra. Hàn Hương Mộng lạnh lùng nhìn cố trưởng lão, xem ra cố trưởng lão nhất định muốn thể hiện lòng trung thành nhỉ. Cố trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói thật có lỗi,
Ta không hiểu Hàn tiểu thư đang nói gì. Ta chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Nếu Tam tiểu thư cảm thấy không đúng, có thể khiếu nại lên trên. Hàn Hương Mộng khẽ gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ việc này. Dứt lời, nàng ta quay lưng rời phòng. Trong phòng, Cố trưởng lão cười lạnh, ngươi muốn lôi kéo người à? Ta cứ không cho ngươi toại nguyện đấy. Dứt lời, lão ra khỏi phòng. Lão sắp hết nhiệm kỳ rồi, nếu lúc này không thể hiện lòng trung thành với người chống lưng cho mình, ra thêm chút sức, chỉ sợ lần này phải đi dưỡng lão thật. Trước đó lão vẫn không tìm được cơ hội, mà bây giờ thì thấy rồi. Trên bong thuyền bay, Cố trưởng lão mang theo hai tên thị vệ đi tới sau lưng Diệp Huyên. Diệp Liên phát hiện ra, bèn buông lỏng cánh tay Diệp Huyên, nhìn ba người Cố trưởng lão. Xin hỏi, mấy người là? Cố trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Liên sau lưng Diệp Huyên, chỉ cười lạnh một tiếng. Với thực lực của mình đương nhiên lão có thể nhìn ra được cảnh giới của Diệp Huyên, cùng lắm chỉ là khí biến cảnh. Một khí biến cảnh là đại kiếm tu ư, quá hoang đường. Cố trưởng lão quay sang nhìn một thị vệ bên cạnh mình, khẽ gật đầu một cái, rồi ném bao đồ của huynh muội Diệp Huyên xuống trước mặt Diệp Liên. Mấy người, Diệp Liên ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều nhìn lại. Cố trưởng lão cười lạnh, phòng hạng nhất trên thuyền há lại cho các ngươi ở sao? Diệp Liên vội vàng giải thích, là một vị tỷ tỷ bảo chúng ta ở. Tỷ ấy? Ngươi trả tiền chưa? Cố trưởng lão ngắt lời Diệp Liên, có vé tàu làm bằng chứng không? Dứt lời, lão ra khỏi phòng. Lão sắp hết nhiệm kỳ rồi, nếu lúc này không thể hiện lòng trung thành với người chống lưng cho mình, ra thêm chút sức, chỉ sợ lần này phải đi dưỡng lão thật. Trước đó lão vẫn không tìm được cơ hội, mà bây giờ thì thấy rồi. Trên bong thuyền bay, Cố trưởng lão mang theo hai tên thị vệ đi tới sau lưng Diệp Huyên. Diệp Liên phát hiện ra, bèn buông lỏng cánh tay Diệp Huyên, nhìn ba người Cố trưởng lão. Xin hỏi, mấy người là? Cố trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Liên sau lưng Diệp Huyên, chỉ cười lạnh một tiếng. Với thực lực của mình đương nhiên lão có thể nhìn ra được cảnh giới của Diệp Huyên, cùng lắm chỉ là khí biến cảnh. Một khí biến cảnh là đại kiếm tu ư, quá hoang đường. Cố trưởng lão quay sang nhìn một thị vệ bên cạnh mình, khẽ gật đầu một cái, rồi ném bao đồ của huynh muội Diệp Huyên xuống trước mặt Diệp Liên. Mấy người, Diệp Liên ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều nhìn lại. Cố trưởng lão cười lạnh, phòng hạng nhất trên thuyền há lại cho các ngươi ở sao? Diệp Liên vội vàng giải thích, là một vị tỷ tỷ bảo chúng ta ở. Tỷ ấy? Ngươi trả tiền chưa? Cố trưởng lão ngắt lời Diệp Liên, có vé tàu làm bằng chứng không? Diệp Liên hơi bối rối, vội vàng giải thích một lần nữa, là một vị tỷ tỷ bảo ta và ca ca ta vào ở. Các ông có thể hỏi tỷ ấy. Ông? Cố trưởng lão cười lạnh, không có vé tàu, không có bằng chứng, nói năng bậy bạ. Ta thấy các ngươi là cố ý trà trộn vào phòng hạng nhất. Nói tới đây, sắc mặt lão lạnh xuống. Người đâu, bắt hai kẻ này lại, giết cho ta, ném xác bọn chúng xuống thuyền bay. Hai tên thị vệ đi tới gần Diệp Huyên và Diệp Liên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Liên tái nhợt, vội vàng đứng ra chắn cho Diệp Huyên sau lưng. Tội nghiệp nói, rõ ràng là các người bảo chúng ta vào ở. Các người, sao các người có thể làm như thế? Các người chỉ biết bắt nạt người khác. Cố trưởng lão cười lạnh, các người không có vé phòng hạng nhất mà lại ở phòng hạng nhất. Đây là hành vi không tôn trọng Túy Tiên lâu chúng ta. Đừng nói là giết hai huynh muội các người, dù có Chu Di cửu tộc nhà các người cũng không đủ. Ý thế hiếp người. Hiện tại cảm giác của đám người giữa sân chính là như vậy. Nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện. Đây là Túy Tiên lâu đó. Mà người dám nói chuyện cũng sẽ không vì hai kẻ không quen không biết này mà đi đắc tội với Cố trưởng lão. Một thị vệ bước ra bắt lấy Diệp Liên, kéo cô bé sang một bên. Á! Cánh tay phải của Diệp Liên bị kéo mạnh nên chật khớp, cô bé đau đớn, khuôn mặt nhỏ ướt sũng mồ hôi. Nhưng cô bé vẫn liều mạng bò tới chỗ Diệp Huyên. Thị vệ kia nhíu mày, đá một cái vào bụng Diệp Liên. Ầm! Diệp Liên bị một cước này đá bay ra ngoài, đâm sầm vào vách thuyền rồi ngất đi. Chương 42, hậu quả của kiếm này. Phía xa xa, nhóc béo vừa nãy thấy cảnh này đang định tiến lên thì bị người đàn ông trung niên bên cạnh giữ chặt. Nhóc căm tức nhìn ông ta, nói cha, bọn họ bắt nạt người khác. Người đàn ông trung niên lắc đầu, xem tình hình thế nào đã. Đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên mở mắt.
Diệp Huyên nhìn thẳng, thiên địa rất lớn, ta rất nhỏ, nhưng tâm có thể vô cùng lớn. Thiên địa có thể giam tù thân ta nhưng không thể giam tù tâm ta. Tâm vô hạn, kiếm vô hạn. Niệm tới đây. Diệp Huyên chợt cảm thấy toàn thân thư sướng, chỉ trong trước mắt, linh tiêu kiếm trong cơ thể hắn đột ngột xông ra. Ong. Một tiếng kiếm minh reo vang vọng khắp chân trời. Mà linh tiêu kiếm vẫn đang xoay quanh giữa không trung trên thuyền bay. Lúc này, ánh mắt của mọi người trên thuyền đều đổ dồn vào Diệp Huyên. Cách đó không xa, người đàn ông trung niên đứng cạnh thằng nhóc vừa trò chuyện với Diệp Liên kia không thể tin nổi mà lẩm bẩm, làm sao có thể. Kiếm tâm sáng tỏ. Kiếm tâm sáng tỏ là gì? Kiếm tâm sáng tỏ nghĩa là kiếm và tâm hoàn toàn minh sáng, nội tâm sáng tỏ, có khái niệm và mục tiêu rõ rệt với kiếm đạo của mình, không bị ngoại vật mê hoặc. Là một cảnh giới vô cùng huyền ảo của kiếm tu. Mà cảnh giới này lại được xưng là tiêu chuẩn của tông sư kiếm đạo. Trong lịch sử, từ xưa tới giờ, phàm là người có kiếm tâm sáng tỏ sau này đều có thể đạt tới bậc tông sư kiếm đạo. Mà vị tông sư kiếm đạo duy nhất của Khương Quốc hiện nay cũng đã từng kiếm tâm sáng tỏ. Một bên khác, Hàn Hương Mộng lúc này cũng đang ngây ngần cả người. Đôi mắt trước giờ vẫn trong veo lúc này tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyên tỉnh hồn lại, nhìn sang bên cạnh, cười nói, Liên Nhi, ta. Chỉ một khắc sau, hắn ngây ra. Khi thấy Diệp Liên cách đó không xa, toàn thân như bị điểm huyệt. Hắn vọt tới trước mặt Diệp Liên run rẩy ôm lấy cô bé, sao? Chuyện gì đã xảy ra? Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn quanh gầm lên như dã thú, ai làm? Lúc này, nhóc béo vội vàng chỉ vào cố trưởng lão và hai tên thị vệ cách đó không xa, Mách, là bọn họ. Bọn họ đã đánh nàng. Chính là tên thị vệ kia đánh người. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu nhìn sang tên thị vệ kia, chỉ thoáng một cái đã vọt thẳng ra. Thấy Diệp Huyên ra tay, cố trưởng lão phẫn nộ quát lên, làm càn. Nơi này há có thể để cho ngươi dương oai. Vừa dứt lời, lão muốn ra tay, nhưng kiếm của Diệp Huyên đột nhiên đổi hướng chỉ thẳng vào cố trưởng lão. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Cố trưởng lão này là tu sĩ lăng không cảnh đó. Cố trưởng lão nhắm hai mắt lại, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, lão siết chặt hai tay, một cỗ sức mạnh vô hình từ trong cơ thể lão sộc ra. Lúc này, kiếm đến. Trên trường kiếm, một đạo ánh kiếm đột nhiên bạo phát. Nhất kiếm định sinh tử. Ánh kiếm. Đại kiếm tu. Đại kiếm tu trẻ tuổi như vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá. Lúc này cố trưởng lão cũng ngây dại. Đại kiếm tu thật. Cố trưởng lão rất hoảng hốt, nhưng lúc này lão không lo được nhiều nữa, chỉ siết chặt hai nắm đấm, bất chợt đấm một cái về phía trước. Hai cỗ lực lượng từ hai nắm đấm của lão xông ra như đê vỡ. Nhưng khi gặp phải đường kiếm kia, hai cỗ sức mạnh này lập tức bị xé vụn. Trước mắt mọi người, hai cánh tay của cố trưởng lão bay thẳng ra ngoài. Cố trưởng lão hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại, hai thị vệ bên cạnh lão đang muốn ra tay thì Diệp Huyên đã xuất hiện bên cạnh họ như quỷ mị. Vèo vèo. Hai cái đầu lâu đẫm máu bay thẳng ra ngoài. Giết ngự khí cảnh chỉ trong trước mắt. Mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng hốt, rất nhiều người không kìm nổi lòng mà lùi lại. Nhóc béo kia cũng trợn mắt há mồm, ca của nàng ta thật lợi hại. Sau khi giết gọn hai tên thị vệ, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cố trưởng lão cách đó không xa. Cố trưởng lão hoảng hốt hô lên, ta chính là trưởng lão Túy Tiên Lâu. Nếu ngươi đụng đến ta tức là động đến Túy Tiên Lâu. Ngươi! Diệp Huyên cầm kiếm đi tới trước mặt cố trưởng lão. Thấy cảnh tượng này, cố trưởng lão hoảng hốt liên tiếp lùi lại. Lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trầm giọng nói, Diệp công tử, nên có chừng mực. Đừng tiếp tục gây rối nữa, sẽ không thu xếp được đâu. Ngươi! Hàn Hương Mộng im bặt, bởi vì một tay Diệp Huyên đang nắm chặt yết hầu của nàng ta. Hàn Hương Mộng chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói gì, rất bình tĩnh. Diệp Huyên giữ tợn nói, là ngươi bảo huynh muội ta vào ở phòng hạng nhất. Lão ta lại tới gây khó dễ hai huynh muội ta. Việc này có quan hệ tới ngươi, đúng không? Cô gái bí ẩn đã nói hết chuyện lúc trước cho hắn nghe nên hắn hiểu rõ được đầu đuôi mọi chuyện. Hàn Hương Mộng nhìn thẳng Diệp Huyên, nói, nếu tiếp tục làm nháo, sẽ không thu xếp được. Diệp Huyên cười gằn, chuyện nội bộ nhà các ngươi lại liên lụy đến muội muội ta. Chỉ vậy thì thôi đi. Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ ngươi mà ngươi lại không ra tay ngăn cản. Ngươi đáng chết. Dứt lời, tay trái hắn bóp chặt lại.
Đây là hạ sát thủ. Nhưng khi hắn siết tay lại, Hàn Hương Mộng đã vô thanh vô tức lùi lại mấy trượng, cùng lúc đó một lão già xuất hiện trước mặt nàng. Lão già kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, không nên chuốc họa cho thế lực sau lưng ngươi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Liên đã ngất xỉu cách đó không xa, lúc này lòng hắn đau như dao cắt. Hắn đột nhiên nhoẻn cười, cười đến cực kỳ điên cuồng, chuốc họa ư. Hai huynh muội chúng ta đang rất tốt, chúng ta đã làm gì? Tại sao muội muội ta lại rơi vào kết cục như vậy? Dứt lời, hắn mở bàn tay ra, linh tiêu kiếm xuất hiện. Trong bàn tay hắn, linh tiêu kiếm rung động kịch liệt, không chỉ vậy, dường như cảm nhận được sát ý và sự tức giận của Diệp Huyên, linh tiêu kiếm lại phát ra từng đợt kiếm vang. Muốn thi triển nhất kiếm định sinh tử một lần nữa. Thấy Diệp Huyên muốn tiếp tục ra tay, lão giả nhắm hai mắt lại. Sắc mặt Hàn Hương Mộng bên cạnh cũng cực kỳ khó coi. Diệp Huyên muốn lưới rách cá chết đây mà. Lúc này trong lòng nàng ta cực kỳ hối hận, sớm biết như thế lúc nãy nàng ta nên ra tay ngăn cản. Một vị đại tông sư kiếm đạo trẻ tuổi như vậy, lại có kiếm tâm sáng tỏ. Tuy tiên lâu không sợ, nhưng nếu trở mặt với một thiên tài như vậy, không cần nghĩ nữa, cả đời này nàng ta đừng mong được trọng dụng. Kinh khủng nhất là rất có thể sẽ gây nên mâu thuẫn giữa hai thế lực siêu cấp. Dù sao thiên phú và chiến lực Diệp Huyên bày ra trước mắt đây thực sự quá kinh khủng, chắc chắn có một thế lực không đơn giản chống lưng cho hắn. Nếu vậy, dù là nàng ta, cố trưởng lão, hay tất cả thị vệ và quản sự trên thuyền bay này đều sẽ bị liên lụy hết. Khi Diệp Huyên đang định ra tay, đột nhiên giọng cô gái thần bí kia vang lên trong đầu hắn, ngươi đã nghĩ tới hậu quả của một kiếm này chưa? Ha ha! Diệp Huyên điên cuồng cười lớn. Muội muội ta đã rơi vào kết cục như vậy, ta còn màng hậu quả gì nữa? Tiếng nói vừa dứt, kiếm đã bắn ra. Chương 43, Hàn Lâu Chủ. Ngay khi Diệp Huyên phóng kiếm ra, một giọng nói đột nhiên vang lên ca. Mặc dù tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lại khiến toàn thân Diệp Huyên run lên. Hắn ngừng lại, xoay người chạy tới bên cạnh Diệp Liên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô bé bằng đôi tay run rẩy. Cả đời này hắn ra kiếm vì muội muội, cũng có thể thu kiếm vì muội muội. Thấy Diệp Huyên không ra tay nữa, Hàn Hương Mộng và lão giả bên cạnh đều thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Huyên ra tay thì sẽ không còn bất kỳ đường sống nào có thể cứu vãn được nữa. Cũng may cô bé kia còn sống. Nếu không, kết quả xấu nhất sẽ là Diệp Huyên chết, bọn họ cũng sẽ bị nghiêm trị, thậm chí còn bị thế lực sau lưng Diệp Huyên điên cuồng trả thù đến chết. Dù là kết quả nào đi nữa thì cũng không phải kết quả mà bọn họ muốn. Cố trưởng lão bên cạnh muốn chuồn đi nhưng lại bị lão giả bên cạnh Hàn Hương Mộng vỗ cho ngã xuống đất. Hàn Hương Mộng lạnh lùng liếc nhìn lão, chờ phán xét đi. Nghe vậy, sắc mặt cố trưởng lão xám như cho tàn. Bên cạnh, Diệp Huyên cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệp Liên. Thấy sắc mặt cô bé tái nhợt, người thiếu niên dù đã trải qua bao tổn thương cũng chưa từng rơi nước mắt lại đang khóc như mưa. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, dịu dàng nói ca, đừng khóc. Muội. Muội không đau lắm đâu, muội. Diệp Huyên ôm chặt Diệp Liên vào lòng, khóc như một đứa trẻ, là ca không tốt. Là ca không tốt. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo thằng nhóc mập mạp đi tới trước mặt Diệp Huyên, vị tiểu hữu này, ta có mang theo y sư bên cạnh, có thể để y xem thử cho không? Diệp Huyên vội vàng nói, được, được, đa, đa tạ. Người đàn ông trung niên mỉm cười quay sang nhìn lão già áo đen bên cạnh. Lão già áo đen khẽ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Liên, một lát sau khẽ nói, không sao. Đều là chút ngoại thương thôi, lão phu cũng đã chỉnh lại khớp cho tay cô bé này rồi, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Chỉ có điều trong cơ thể cô bé có một luồng hơi lạnh, cái này. Lão phu chưa bao giờ thấy. Lão nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, không sao, chỉ cần những chỗ khác không có vấn đề gì là được. Còn về hàn khí này sau này ta sẽ nghĩ biện pháp. Lão già áo đen khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lui sang một bên. Diệp Huyên ôm quyền nói với người đàn ông trung niên kia, tại hạ Diệp Huyên, các hạ là. Người đàn ông trung niên cười nói, thành chủ Thiên Sơn Thành, Lục Tiêu Nhiên. Thành chủ. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, nhưng hắn lập tức ôm quyền đáp lại, về chuyện của tiểu muội, xin cảm tạ ngài. Lục Tiêu Nhiên cười nói, việc nhỏ thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cầm kiếm quay sang cố trưởng lão cách đó không xa. Thấy cảnh tượng này, Lục Tiêu Nhiên hơi ngẩn ra. Không chỉ ông ta,
Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Tên này còn không bỏ qua sao? Sắc mặt Hàn Hương Mộng cùng lão giả bên cạnh cũng trầm xuống. Lục trưởng lão này chính là trưởng lão Túy Tiên Lâu, mặc dù chỉ là một trưởng lão nhỏ ngoài lâu nhưng cũng là trưởng lão Túy Tiên Lâu đó. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể để cho Diệp Huyên giết người trước mặt mình. Nếu không, chẳng khác nào tát vào mặt Túy Tiên Lâu. Đam mỹ sắc. Diệp Huyên đi tới trước mặt cố trưởng lão, Hàn Hương Mộng đứng trước mặt hắn ngăn lại, Diệp công tử, việc này Túy Tiên Lâu ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm trị lão ta, sẽ cho Diệp công tử một câu trả lời thỏa đáng. Lão. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Hương Mộng, cút xa một chút. Hàn Hương Mộng nhướng mày, đang định nói gì đó, Diệp Huyên đã đi tới trước mặt nhìn thẳng vào nàng ta mà nói, là ngươi bảo chúng ta vào đó ở, nhưng lão ta lại tới gây khó dễ cho hai huynh muội chúng ta, vậy mà ngươi không ngăn cản. Để ta đoán thử nhé, hẳn là ngươi muốn xem thử thực lực và bối cảnh thực sự của chúng ta, đồng thời nghĩ cách để chúng ta trở mặt với người này, để chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi làm ngư ông đắc lợi, phải không? Hàn Hương Mộng chậm rãi siết chặt hai tay, trong lòng hơi hoảng hốt. Vì những gì Diệp Huyên đã nói chính là suy nghĩ của nàng ta. Bên cạnh hai người, cố trưởng lão cười to nói, ý của nàng ta chẳng phải đúng như thế sao? Chỉ là nàng ta đã đánh giá quá thấp tình cảm của ngươi với nha đầu kia, càng đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nếu ta đoán không lầm, nàng ta định sẽ cứu mạng tiểu nha đầu kia rồi kết giao với ngươi, bán cho ngươi một nhân tình. Đáng tiếc, nàng ta đã tính sai, ha ha. Đúng lúc này, thanh kiếm Diệp Huyên đã xuyên thủng giữa hai lông mày cố trưởng lão. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc. Đây là công nhiên khiêu khích Túy Tiên Lâu đó. Sắc mặt Hàn Hương Mộng cũng tái đi. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Diệp Huyên thu kiếm lại, quay người đi tới trước mặt Diệp Liên nói, ca muốn tất cả những kẻ dám bắt nạt muội trên đời này đều không thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Diệp Liên ứa nước mắt. Đúng lúc này, thuyền bay đột ngột dừng lại. Đối diện thuyền bay, một con tiên hạc rất lớn bay tới, sải cánh của nó phải lớn chừng 10 trượng. Một người đàn ông trung niên nho nhã đứng trên lưng nó, tay cầm một cây quạt bằng bạch ngọc. Trước mắt vô số người, tiên hạc hạ cánh xuống thuyền bay, một luồng kình phong mạnh mẽ đẩy vô số người liên tục lùi lại. Người đàn ông trung niên chậm rãi bước xuống khỏi tiên hạc. Hàn Hương Mộng và lão giả bên cạnh biến sắc. Hai người không ngờ nổi người này lại tới, vội vàng thi lễ, xin chào Hàn Lâu Chủ. Nghe vậy, sắc mặt thành chủ Thiên Sơn Thành Lục Tiêu Nhiên lập tức đanh lại. Túy Tiên Lâu có 9 tầng, mỗi một tầng lại có một vị lâu chủ, mà quyền lực của mỗi vị lâu chủ đều cực lớn, thực lực thâm sâu khó lường. Mà vị Hàn Lâu Chủ này chắc hẳn chính là người trưởng quản tất cả sự vụ của Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc, dù là quốc chủ Khương Quốc nhìn thấy cũng phải giữ lễ ba phần. Hàn Lâu Chủ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể cố trưởng lão cách đó không xa, nói, chết rồi sao? Hai người Hàn Hương Mộng không dám trả lời, hơi cúi đầu. Hàn Lâu Chủ quay sang nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, đánh giá hắn một chút, ánh mắt có vài phần kinh ngạc, nền tảng vững chắc như thế thật hiếm thấy. Chưa kể còn là một vị kiếm tu, lại có kiếm tâm sáng tỏ, coi như khó được. Không ngờ Khương Quốc này lại có nhiều nhân tài đến vậy. Dứt lời. Y nhìn thoáng qua bốn phía, nói, chư vị, đây là việc tư của Túy Tiên Lâu ta, chư vị đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, những người kia nào dám đứng ở đây nữa, đều vội vàng xoay người quay về phòng mình. Mà thành chủ Thiên Sơn Thành Lục Tiêu Nhiên đang nhìn Diệp Huyên cũng không tình không nguyên dẫn theo nhóc béo quay về phòng mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 44, ra hai kiếm coi như ta thua. Trên bong thuyền bay chỉ còn lại rải rác mấy người. Hàn Lâu Chủ lại nhìn sang Diệp Huyên, nói, nơi bình thường không thể xuất hiện người như vậy. Nói thử xem, ngươi là người của thế lực phương nào? Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà dám giết người của Túy Tiên Lâu ta? Diệp Huyên lắc đầu cười nói, sao nào? Nếu thế lực sau lưng ta lớn thì ta có thể sống sao? Hàn Lâu Chủ lắc đầu, không thể. Ngươi đã quang minh chính đại giết trưởng lão Túy Tiên Lâu ta. Đây là hành vi miệt thị Túy Tiên Lâu. Cho nên, chẳng cần biết ngươi là ai, sau lưng có ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, Túy Tiên Lâu ta không thể khiến thể diện mình bị mất sạch trong chư quốc địa giới Thanh Châu được. Dứt lời,
Dường như nghĩ tới điều gì, ông ta lại nói, ta hỏi thế lực sau lưng người là để quyết định xem có nên đuổi theo truy cứu trách nhiệm thế lực đứng sau lưng ngươi không, chứ không phải sợ thế lực sau lưng ngươi. Trong Khương quốc này không có thế lực nào Túy Tiên lâu ta không thể chọc nổi. Diệp Huyên trầm mặc. Thế lực? Hắn nào có thế lực gì, sau lưng của hắn đến cái bóng quỷ cũng không có. Nhưng hắn vẫn không hối hận vì lúc trước đã giết những kẻ kia. Không có não ư, xúc động ư. Hắn thừa nhận mình không có não, cũng thừa nhận mình đã xúc động, nhưng nếu cho hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn cũng sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Bởi vì nếu hắn không giết những kẻ kia, nhiều nhất là Túy Tiên lâu sẽ trừng phạt bọn chúng một chút, thậm chí còn không trừng phạt, mà dù có trừng phạt đi nữa, mấy năm sau những kẻ kia sẽ sống vô cùng thoải mái. Mà muội muội hắn lại phải chịu đánh vô ích sao? Không, đánh hắn, hắn còn có thể vì muội muội mà nhịn, nhưng đánh muội muội hắn, Diệp Huyên chết cũng không đành lòng. Hàn Lâu chủ nhàn nhạt nói, thế nào, không muốn nói hả? Diệp Huyên cười nói, không có thế lực gì. Thật, ta không lừa ngươi. Hàn Lâu chủ nhắm mắt lại hỏi, không có cái gì ỷ vào mà ngươi dám giết người của Túy Tiên lâu ta sao? Diệp Huyên nhìn thẳng vào người đàn ông nho nhã thâm sâu khó lường trước mắt này, Túy Tiên lâu ỷ thế hiếp người nên ta giết. Chỉ đơn giản vậy thôi. Người đàn ông nho nhã kia cười khẽ, hỏi lại, ỷ thế hiếp người sao? Trên thế giới này kẻ mạnh là tất cả. Túy Tiên lâu ta ỷ thế hiếp người. Ngươi nhịn một chút, sau này sẽ đánh ra được một mảnh thiên địa của riêng mình. Nhưng vì xả giận mà chôn vùi tương lai tươi đẹp, ngươi ngu xuẩn lắm, biết không? Diệp Huyên ưỡn thẳng sống lưng của kiếm tu làm sao có thể cong? Người đàn ông nho nhã kia mỉm cười nói, kiếm tu, điều này cũng đúng. Kiếm tu mà yếu đuối thì cũng không phải kiếm tu. Được rồi, nếu ngươi đã nói sau lưng mình không có thế lực gì thì chỉ có thể một mình gánh chịu việc này. Ta sẽ chịu cùng ca ca. Diệp Liên đột nhiên ôm lấy Diệp Huyên, gắt gao nhìn người đàn ông nho nhã kia, huynh muội chúng ta cùng gánh chịu. Hàn Lâu chủ liếc nhìn Diệp Liên, cười nói, được, ta sẽ thành toàn cho hai huynh muội các ngươi. Dứt lời, y nhìn sang lão giả cách đó không xa, treo thi thể hai người kia trên đầu thuyền bay, để cho mọi người trên đời đều biết kết cục của kẻ dám xúc phạm tới Túy Tiên lâu ta, cũng cho người trên đời đều biết, Túy Tiên lâu ta chính là muốn dùng thế khinh người. Ai không phục, cứ tới thử xem. Dứt lời, y xoay lưng muốn rời đi. Đúng lúc này, thanh kiếm bên hông Diệp Huyên đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Mà Hàn Lâu chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn lên đầu thuyền. Không chỉ Hàn Lâu chủ, mấy người giữa sân cũng đều nhìn lên đầu thuyền. Chẳng biết từ khi nào có một cô gái xuất hiện trên đầu thuyền. Nàng có mái tóc dài tới tận eo, thân mang váy trắng, quay lưng về phía mọi người. Tay phải thả lỏng, giữa đầu ngón tay có hai vật một đen một trắng xoay tròn. Nàng cứ như vậy đứng trên đầu thuyền nhìn xuống bên dưới thuyền bay, mặc cho gió mát khẽ thổi bay vạt áo mái tóc. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người kia là ai? Sắc mặt Hàn Lâu chủ sa sầm xuống, bởi vì chính y cũng không phát hiện ra nữ tử này xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hàn Lâu chủ đang định nói gì, đột nhiên nữ tử kia nói, ta tới để dạy dỗ ngươi biết cái gì gọi là ỷ thế khinh người. Để cho Túy Tiên lâu ngươi biết, đánh nhau chỉ dùng một đòn, nếu ra hai kiếm, coi như ta thua. Chương 45, ỷ thế khinh Túy Tiên lâu. Nghe thấy vậy, Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Giọng nói rất quen thuộc. Một khắc sau toàn thân hắn run lên, bởi vì giọng nói của nàng chính là giọng nói của cô gái bí ẩn trong tháp giới ngục kia. Nàng ra rồi sao? Nàng có thể ra ngoài sao? Diệp Huyên hoàn toàn không hiểu. Nghe cô gái bí ẩn nói vậy, Hàn Lâu chủ nhắm hai mắt lại, để cho Túy Tiên lâu chúng ta biết đánh nhau chỉ dùng một đòn thôi sao? Khẩu khí của các hạ thật lớn đó. Đừng nói tới các hạ, dù là đế quốc đại hán lớn nhất địa giới Thanh Châu cũng không dám tùy tiện nói ra lời ấy. Nên nhớ, thế lực Túy Tiên lâu không chỉ có ở Khương quốc mà là trải rộng khắp toàn địa giới Thanh Châu. Trong địa giới Thanh Châu này, triều đại thay đổi vô số lần, nhưng Túy Tiên lâu vẫn tồn tại. Điều này chứng minh cái gì? Cô gái bí ẩn không nói gì, trước mắt mọi người, nàng khẽ vẩy ngón tay ngọc một cái, chỉ trong trước mắt, nước của con sông dưới kia bất ngờ dâng lên, rồi ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mà con sông bên dưới bị rút cạn nước chỉ trong trước mắt. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trên boong thuyền đều biến sắc. Bao gồm cả Hàn Lâu chủ. Đây là thủ đoạn gì đây?
Thấy rõ chưa? Đúng lúc này, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói của cô gái bí ẩn kia, thế nào là nhất kiếm định sinh tử? Nói dứt lời, thanh thủy kiếm trong tay cô gái bí ẩn đột nhiên hóa thành một sợi kiếm quang, chợt lóe lên. Tốc độ có nhanh không? Không nhanh chút nào. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng. Nhưng lúc này thần sắc Hàn Lâu chủ đang biến động kịch liệt. Mục tiêu của một kiếm này là y, mà y thấy tốc độ của kiếm này cũng rất chậm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là căn bản y không thấy rõ được bản chất của kiếm này. Một kiếm này đã vượt khỏi phạm trù hiểu biết của y. Mặc dù vậy, nhưng Hàn Lâu chủ cũng không chịu ngồi yên chờ chết, hai tay y đột nhiên chắp lại trước ngực, quanh thân lập tức xuất hiện một đạo quang mang màu vàng kim. Cùng lúc đó, hai tay y nhanh chóng kết ấn dằn mạnh xuống, vạn sơn ngự thủ ấn. Y vừa dứt lời, một cái mâm năng lượng tròn màu vàng xuất hiện trước mắt y, núi lớn bốn phía rung lên kịch liệt, vô số luồng năng lượng màu vàng đất từ trong những ngọn núi xung quanh bắn ra. Những luồng năng lượng này như trăm sông đổ vào một bể, đều dồn hết vào trong cái mâm tròn màu vàng kia. Lúc này, mâm tròn rung lên kịch liệt, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ át cả ánh sáng mặt trời. Trước mắt mọi người, cô gái bí ẩn đâm kiếm tới. Cứ tưởng rằng sẽ là cảnh tượng thiên băng địa liệt, nhưng những gì sau đó lại khiến cho những người nơi này đều hóa đá tại chỗ. Khi thanh thủy kiếm còn cách cái mâm tròn hơn một trượng, mâm tròn màu vàng kim đã nổ vang ầm ầm, hóa thành từng luồng năng lượng vàng óng tản mát trong thiên địa. Mà tốc độ của thủy kiếm vẫn rất chậm, trong ánh mắt khó tin nổi của Hàn Lâu chủ, nó tới gần dần dần từng chút một. Mà y không thể phản kháng nổi, chỉ có thể mặc cho chuôi thủy kiếm này xuyên vào giữa hai lông mày của mình. Cô gái bí ẩn vẫn quay lưng lại mọi người, chẳng buồn quay lại. Bại hoàn toàn. Một kiếm, bại hoàn toàn. Bên kia, Hàn Hương Mộng và lão giả đang run lên bần bật. Diệp Huyên không biết thực lực của Hàn Lâu chủ thế nào, nhưng bọn họ thì biết rõ. Ở Khương Quốc này, thực lực của Hàn Lâu chủ chắc chắn có thể liệt vào 5 vị trí đầu tiên. Mà lúc này y lại bị người ta đánh bại chỉ với một kiếm. Nữ tử trước mắt này là cường giả cấp kiếm chủ sao? Lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn đột nhiên vang lên, nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này, ta muốn y sống y sẽ sống, ta muốn y phải chết. Khi ta xuất kiếm, mệnh của kẻ địch nằm trong kiếm của mình. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên nuốt nuốt yết hầu, đáp ta không hiểu rõ lắm. Cô gái bí ẩn khẽ gật đầu, không sao. Nếu ngươi nói là hiểu rõ, thế nào ta cũng sẽ đánh cho ngươi một trận. Kiếm này có kỹ thuật thâm ảo, lúc này ngươi không thể hiểu được. Nhưng hiện giờ, ngươi được nhìn thấy kiếm này của ta, trong lòng có chút khái niệm ban đầu cũng tốt. Diệp Huyên thi lễ thật sâu, cái này ta hiểu. Cô gái bí ẩn khẽ gật đầu, lại nói, để cho Túy Tiên Lâu biết, đánh nhau chỉ với một đòn, nếu một kiếm không giải quyết được, coi như ta thua. Cả đám người. Hàn Lâu chủ nhìn cô gái bí ẩn kia, cười một tiếng đắng chát, vị tiền bối này, lần này là Túy Tiên Lâu ta. Hàn Lâu chủ đột nhiên im bặt, bởi vì thủy kiếm giữa lông mày y đã đâm sâu vào. Máu tươi phụt ra. Giọng của cô gái bí ẩn lại vang lên, ngươi quá yếu, đừng có nói gì. Không giết ngươi là để cho ngươi nhìn cho kỹ xem ta ỷ thế khinh Túy Tiên Lâu ngươi thế nào. Hiện giờ, gọi kẻ biết đánh nhau nhất Túy Tiên Lâu các ngươi ra đây cho ta. Lúc này, sắc mặt Hàn Lâu chủ khó coi như vừa ăn phải 10 cân phân lớn. Y biết, lần này Túy Tiên Lâu đã trúng bàn sắt rồi. Chỉ có điều, tại sao trong Khương Quốc nhỏ bé này lại có cường giả kinh khủng như thế? Đúng lúc này, đột nhiên một đốm đen xuất hiện phía chân trời, rồi càng lúc càng lớn, sau đó một tiếng cười lớn vang lên, tai hạ là lâu chủ lâu thứ 8 của Túy Tiên Lâu, không biết Túy Tiên Lâu ta đã đắc tội các hạ thế nào mà các hạ tức giận như vậy? Đúng lúc này, thanh thủy kiếm đang xuyên vào giữa lông mày Hàn Lâu chủ đột nhiên phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời xa xăm. Lát sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đám mây phía chân trời, sau đó là một cái đầu đẫm máu của một lão giả từ trong đám mây chậm rãi rơi xuống. Chương 46, ta vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hàn Lâu chủ tái mét. Lúc này, y hiểu rõ. Mình vẫn đánh giá quá thấp thực lực của nữ nhân thần bí này. Căn bản không phải cấp bậc kiếm chủ, thậm chí còn có thể là kiếm tu cấp kiếm hoàng. Kiếm hoàng hoàng gia trong kiếm. Nghĩ vậy, sắc mặt Hàn Lâu chủ lại càng tái nhợt. Nếu là cường giả bực này,
Mặc dù Túy Tiên Lâu vẫn có thể chống lại nhưng tự nhiên chọc phải một vị cường giả tuyệt thế như vậy, dù y có thể sống đi nữa, địa vị lâu chủ cũng sẽ không còn. Không chỉ không còn, thậm chí y có thể phải ăn nỗi khổ luyện ngục. Bởi vì, lần này y đã để cho Túy Tiên Lâu mất một vị lâu chủ, mà xem tư thế nữ tử này có vẻ không có dấu hiệu dừng tay. Động tĩnh trên bong thuyền rất lớn, một số cường giả các thế lực lớn quanh đó đều cảm nhận được, nhưng không ai dám tới gần khu vực thuyền bay, chỉ dám đứng nhìn từ xa xa. Tất cả mọi người đều biết bên này có một vị kiếm tu tuyệt thế đang giết người. Trên thuyền bay, thanh thủy kiếm lơ lửng bên cạnh cô gái bí ẩn. Nàng cầm thủy kiếm trong tay, chỉ Hàn Lâu Chủ gọi người. Tiếp tục gọi người cho ta. Hàn Lâu Chủ cười thê lương, tiền bối, việc này là chúng ta không phải, xin tiền bối bớt giận, chúng ta sẽ dùng. Vèo. Một cánh tay của Hàn Lâu Chủ bay thẳng ra ngoài. Cô gái bí ẩn kia nhàn nhạt nói, nếu còn nói nhảm nữa sẽ cắt đầu ngươi. Ta bảo ngươi gọi người, ngươi phải gọi cho ta. Hiểu chưa? Sắc mặt Hàn Lâu Chủ cực kỳ đắng chát. Đi gọi người ư, đương nhiên y còn có thể gọi người, nhưng xem điệu bộ ngươi xem, gọi người tới chỉ là để chịu chết mà thôi. Còn không gọi ư, hiển nhiên cô gái bí ẩn trước mắt này sẽ không bỏ qua. Lần này Túy Tiên Lâu thảm rồi. Nghĩ nghĩ một lát, y lại nhìn thoáng qua Diệp Huyên cách đó không xa. Mẹ nó, không phải ngươi nói sau lưng mình không có ai sao? Đây gọi là không có ai hả? Ngươi có chỗ dựa thì nói sớm ra đi, nếu ngươi nói sau lưng ngươi là một vị kiếm hoàng, ta làm sao có thể làm khó dễ ngươi được. Về phần Diệp Huyên, lúc này hắn cũng hơi ngơ ngác. Hắn biết cô gái bí ẩn chắc chắn không phải người bình thường, thực lực rất mạnh, nhưng hắn không ngờ thực lực của nàng ta lại cường đại tới mức này. Càng không ngờ nổi nàng ta sẽ ra ngoài hỗ trợ mình. Mặc dù cô gái bí ẩn đã ra ngoài hỗ trợ, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác không tốt. Bởi hắn phát hiện hình như tháp giới ngục trong cơ thể mình có gì đó là lạ, hình như những tồn tại đang bị giam giữ kia đều muốn xông ra. Nghĩ đến điều này, chính hắn cũng bị dọa tới mức toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một lão giả áo xám quỷ dị xuất hiện trên thuyền bay. Lại có người đến. Diệp Huyên vội vàng nhìn sang lão giả áo xám kia. Ông ta có vẻ rất già, tóc bạc hết, hơi có khí chất tiên phong đạo cốt. Lão giả áo xám không nhìn ai hết. Chỉ nhìn cô gái bí ẩn kia, thi lễ hỏi, tại hạ là lâu chủ lầu ba của Túy Tiên Lâu, xin chào kiếm tiên tiền bối. Kiếm tiên. Hàn Lâu Chủ nghe vậy, hai mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Kiếm tiên. Trong thiên hạ này có mấy vị kiếm tiên? Phải nói là, cả thanh thương giới có mấy vị kiếm tiên? Dù sao thì khắp Thanh Châu chưa từng có vị kiếm tiên nào xuất hiện. Cô gái bí ẩn nói, ngươi cũng không tệ, tu luyện tới trình độ này. Có tư cách tiếp một kiếm của ta. Dứt lời, thanh kiếm bên cạnh nàng khẽ run lên. Lão già kia vội vàng nói, tiền bối bớt giận. Thực lực của tiền bối đã vượt qua phạm trù Thanh Châu rồi, đương nhiên vãn bối không dám nhận một kiếm của tiền bối. Mà với thân phận và thực lực trước đây của tiền bối, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó bọn tiểu bối chúng ta. Hiển nhiên, lời này có ý là, ta đánh không lại ngươi, ngươi đừng có lấy lớn hiếp nhỏ. Làm khó. Cô gái bí ẩn cười khẽ, trước đó Túy Tiên Lâu ngươi đã muốn dán thi thể người của ta. À, chính là thằng nhóc đứng cách đây không xa trên đầu thuyền, còn nói cái gì mà Thanh Châu này không có thế lực nào Túy Tiên Lâu không thể chọc vào. Túy Tiên Lâu các ngươi muốn ỷ thế khinh người đấy. Khẩu khí của Túy Tiên Lâu các ngươi lớn thật nhỉ. Lão già kia không giải thích, bởi vì giải thích với cường giả bực này chính là tìm đường chết. Lão nhìn sang Diệp Huyên cách đó không xa, đi tới trước mặt hắn. Thì một lễ thật sâu, nói, vị tiểu hữu này, lúc trước Túy Tiên Lâu ta đã đắc tội nhiều, mong ngươi rộng lòng tha thứ. Đương nhiên Diệp Huyên biết người ta nói xin lỗi mình là nể mặt cô gái bí ẩn kia, nên cũng không ra vẻ coi thường gì, nhưng cũng chẳng nói gì. Lúc này, giữ yên lặng là tốt nhất. Lão già quay đầu nhìn sang Hàn Lâu Chủ. Hàn Lâu Chủ đang định nói chuyện, lão đã vung tay phải lên, một sức mạnh cường đại lập tức bao phủ khắp Hàn Lâu Chủ. Oanh! Chớp mắt, Hàn Lâu Chủ biến thành cho tàn. Lão già quay người thi lễ với cô gái bí ẩn kia, xin tiền bối bớt giận. Cô gái bí ẩn không nói gì, chỉ khẽ duỗi ngón tay, thanh thủy kiếm đột nhiên bay xuống khỏi thuyền, rơi xuống lòng sông khô cạn. Chớp mắt, con sông lớn trước đó lại xuất hiện. Không chỉ con sông xuất hiện mà mọi sinh linh trong con sông lớn đều còn nguyên.
Thấy cảnh tượng này, đồng tử lão giả hơi co lại, trong lòng càng rung động dữ dội. Cô gái bí ẩn kia dần dần mờ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Ngay khi nàng ta biến mất, giọng nói của nàng ta lại vang lên khắp nơi. Nếu Túy Tiên Lâu không phục, cứ tới trả thù, tới bao nhiêu cũng được, ta vô địch, các ngươi cứ thoải mái. Chương 47, kiếm tâm vỡ nát. Bong thuyền bay đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lão già áo xám trầm mặc không nói gì, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh, không rõ vui giận. Đương nhiên trong lòng ông ta vẫn đang nóng như lửa đốt. Túy Tiên Lâu chưa bao giờ bị đối xử như thế, mặc dù đang nổi giận nhưng ông ta cũng không dám phát tác. Kiếm tiên. Cô gái bí ẩn kia có thể là một vị kiếm tiên. Nếu quả là vậy, Túy Tiên Lâu không thể chọc vào bừa bãi được. Túy Tiên Lâu có thể dốc tất cả sức lực để chống lại một vị kiếm tiên, nhưng chỉ là chống lại mà thôi, chưa kể không ai biết vị kiếm tiên này có bằng hữu hay không. Hay có thế lực lớn nào nữa không? Dù không có bằng hữu, không có thế lực, nhưng chỉ một mình nàng ta thôi cũng đã có thể khiến cho Túy Tiên Lâu sụp đổ. Kiếm tiên đó, người như vậy sức chiến đấu sẽ kinh khủng đến mức nào chứ? Trên đời này, những kẻ không nên trêu chọc nhất, ngoài người hộ đạo của thiên địa ra thì chính là kiếm tu. Mà cực kỳ không dễ chọc chính là người hộ đạo kiếm tu. Bởi vậy, dù cô gái bí ẩn kia nói chuyện khó nghe cỡ nào đi nữa, lão già áo xám cũng không dám nói gì. Phải biết, tính tình kiếm tu vô cùng cổ quái, nếu ông ta dám nói một câu thôi, không chừng hôm nay cũng phải bỏ cái mạng già lại nơi này. Lão già áo xám không nghĩ nữa, nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Hiển nhiên, hơn phân nửa nguyên nhân cô gái bí ẩn kia ra tay lại là vì thiếu niên trước mắt đây. Kiếm tu vốn độc lai độc vãng, nhưng một khi có đệ tử thì không phải độc lai độc vãng nữa. Đệ tử của một vị kiếm tiên. Sắc mặt lão già áo xám có hơi phức tạp, ông ta vốn phải nên tận lực lôi kéo những người thế này, nhưng bây giờ lại ầm ĩ tới mức độ này đây. Nghĩ tới đây, lão già áo xám bèn đi tới trước mặt Diệp Huyên, đánh giá hắn một chút, rồi bấm ngón tay, một tấm thẻ màu tím xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, chuyện giữa ngươi và Túy Tiên Lâu ta coi như đã qua rồi. Đây là thẻ khách quý của Túy Tiên Lâu ta. Chút tâm ý nho nhỏ, xin tiểu hữu nhận lấy. Hàn Hương Mộng bên cạnh bất ngờ lên tiếng giải thích, đây là thẻ tím, có được tấm thẻ này, sau này nếu ngươi tới Túy Tiên Lâu ta mua hàng đều được giảm giá 50%. Ngoài ra, nếu ngươi tới bán đồ ở Túy Tiên Lâu ta, Túy Tiên Lâu sẽ hoàn toàn không thu bất kỳ phí thủ tục gì. Không chỉ vậy, tấm thẻ này còn có rất nhiều quyền lợi, sau này Diệp công tử sẽ biết. Đương nhiên Diệp Huyên không từ chối. Hắn nhận lấy tấm thẻ tím rồi ôm quyền nói, vãn bối xuống dưới nghỉ tạm trước. Cáo từ. Dứt lời, hắn kéo tay Diệp Liên quay người rời đi. Hai huynh muội Diệp Huyên đi rồi, Hàn Hương Mộng và lão giả bên cạnh chậm rãi quỳ xuống. Lão giả áo xám chậm chậm khép hai mắt lại. Ông nội con đã từng là thủ hạ của ta, đương nhiên, ta không coi y là thủ hạ, mà coi là huynh đệ. Con là cháu gái của y. Cũng coi như nửa cháu gái của ta. Hàn Hương Mộng hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão già áo xám lắc đầu, con là huyết mạch duy nhất của y, ta không muốn giết con, nhưng tạm thời con đừng tham dự vào chuyện ở Túy Tiên Lâu nữa, quay về đế đô tự xem xét lại bản thân đi. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Hương Mộng trắng bệch. Nỗ lực suốt nhiều năm, lúc này đều tan thành bọt nước. Lão già áo xám nhìn thoáng qua con sông lớn bên dưới. Tay phải chậm rãi siết chặt lại kiếm tiên. Không ngờ đời này lại có thể nhìn thấy một vị kiếm tiên, nhưng lại là với phương thức này. Dứt lời, ông ta quay người, biến mất ở chân trời. Trên bong thuyền bay, Hàn Hương Mộng nở nụ cười thê lương tự hỏi, ta sai rồi sao? Lão giả bên cạnh Hàn Hương Mộng trầm giọng nói, tiểu thư, thế sự vô thường, không nên tự trách mình quá. Hàn Hương Mộng lắc đầu, nếu trước đó ta chân thành kết giao cùng hắn. Với tiềm lực của người đứng sau lưng hắn, sau này ta muốn gia nhập vào vòng trung tâm của Túy Tiên Lâu hẳn là dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, ta tính toán quá, lại bỏ qua cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của ta, thay đổi vận mệnh của gia tộc ta. Lão giả hơi cúi đầu, không nói gì. Hàn Hương Mộng đứng dậy, nhìn thoáng qua nơi chân trời xa xa, thôi được, hôm nay coi như một bài học. Dứt lời, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên dẫn theo muội muội Diệp Liên về tới phòng của mình. Là một gian phòng bình thường. Cả hai huynh muội đều không muốn ở phòng hạng nhất gì đó. Trong phòng, sau khi dỗ dành Diệp Liên ngủ, Diệp Huyên bèn tiến vào tháp giới ngục.
Vừa vào trong đó hắn đã phát hiện có gì không ổn. Hắn phát hiện tầng thứ hai bỗng hơi nhúc nhích. Phát hiện điều này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn đang định nói chuyện thì giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên, hả giận chứ. Diệp Huyên thi lễ, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói, cứu giúp. Ngươi có biết vì sao ta lại ra tay không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái bí ẩn nói, trước hết phải hỏi ngươi một câu. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hậu quả nếu đánh kiếm kia ra không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái bí ẩn nói, nếu lúc ấy ngươi không ra một kiếm kia, hôm nay ta sẽ không ra tay. Diệp Huyên ngây cả người, không hiểu lắm, hỏi lại, vì sao? Nếu ta không xuất kiếm, sự tình có thể lắng lại. Hừ. Giọng nói của cô gái bí ẩn lạnh lùng vang lên, lắng lại sao? Làm người khéo đưa đẩy cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu người thân nhất bị đối đãi như vậy mà mình vẫn còn suy nghĩ đến hậu quả gì đó thì ngươi có tư cách gì mà cầm kiếm? Còn nữa, nếu ngươi không xuất kiếm kia ra, trong lòng ôm nỗi ấm ức, tâm kiếm đạo sẽ vỡ nát, cả đời này không có cơ hội trở thành một kiếm tu cường đại. Kiếm tâm vỡ nát, vì sao vậy? Diệp Huyên không hiểu lắm. Chương 48, Bản tâm. Cô gái bí ẩn nói, kiếm tu, chính là tu kiếm, cũng là tu tâm, mà bản tâm mới là tâm chân thật nhất. Một khắc này, ngươi muốn lấy lại công bằng cho muội muội, ngươi muốn giết người, nhưng nếu ngươi quá bận tâm đến hậu quả, vi phạm bản tâm, khéo đưa đẩy muốn lắng lại chuyện lần này, cũng chính là vi phạm bản tâm. Đương nhiên, chính ngươi có thể sẽ không cảm thấy làm vậy sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng sự thật là kiếm của ngươi sẽ bị chính ngươi trói buộc. Kiếm tâm sáng tỏ mà ngươi vừa đạt được cũng sẽ tiêu tán từ chớp mắt này. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, nếu kiếm tu cứng rắn như vậy sợ là sẽ không sống được bao lâu. Cô gái bí ẩn khẽ nói, đây chính là nguyên nhân vì sao trên thế giới này có ít kiếm tu như vậy, đặc biệt là kiếm tiên thật sự thì lại càng ít hơn. Đây cũng chính là điều mà ta đã nói với ngươi lúc trước, con đường kiếm đạo còn khó đi hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Hiện giờ hắn đã có thể cảm giác được một chút. Lúc này, cô gái bí ẩn lại nói, ta vốn không thể ra tay. Ngươi có biết hậu quả của lần ra tay này không, chuyện tiên hiệp hay? Hậu quả? Diệp Huyên ngây cả người, vô thức hỏi lại, hậu quả gì? Cô gái bí ẩn nói, trước đó ta đã nói với ngươi, phong ấn của tháp này đã buông lỏng, mà lần này ta ra tay, mỗi một tầng phong ấn của tháp này đều bị ảnh hưởng. Nói một cách đơn giản, những phong ấn kia sẽ được giải sớm hơn. Vào một thời điểm không xa, phong ấn tầng thứ 2 sẽ được giải, nhiều nhất là 4 tháng đến 6 tháng, phong ấn tầng thứ 2 sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, nếu ngươi không tìm được đạo tắc, chắc chắn ngươi sẽ chết. Cũng đừng có nghĩ ỷ vào ta, nếu ta thay người ra tay đối phó với những thứ ở tầng thứ 2, tất cả phong ấn của tháp này đều sẽ buông lỏng, khi đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn nữa, ta sẽ không vì ngươi khiến cho phong ấn của tháp này bị hủy. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên trầm mặc một lát mới hỏi, hiện giờ tiền bối không thể ra tay sao? Cô gái bí ẩn đáp, chỉ là trước khi ngươi tìm được đạo tắc thì ta không thể ra tay nữa, thậm chí không thể ra ngoài một lần nữa. Đương nhiên, dù có thể ra tay cũng sẽ không làm. Thứ cho ta nói thẳng, lúc trước ta ra tay là vì coi trọng việc ngươi dám rút kiếm đòi công bằng cho muội muội. Cũng là muốn nhìn thấy đám người kia khó chịu, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu. Hắn hiểu rõ người nhất định phải dựa vào chính mình, cũng vô cùng rõ ràng, người ta giúp mình một lần không có nghĩa là sẽ giúp lần thứ hai, mình cũng không có tư cách để người ta giúp lần thứ hai. Người ta giúp mình một lần đã là ân tình quá lớn rồi. Diệp Huyên hắn không phải loại sói mắt trắng, sẽ không cho rằng người ta giúp mình là chuyện đương nhiên. Cũng sẽ không định sau này cứ có phiền phức là nhờ người ta ra tay. Mình mạnh mới là lẽ phải. Bởi vậy, hắn không có tí tâm lý ỷ lại nào, ngược lại, câu nói sau cùng của cô gái bí ẩn lại khiến cho hắn hiểu ra một điều, chính là vạn sự đều phải tự dựa vào chính mình. Ký thác hy vọng lên người khác là không thực tế, cũng là ngu xuẩn. Có điều, vấn đề của phong ấn này, đạo tắc, muốn tìm được đạo tắc, hắn nhất định phải mau chóng đạt tới ngự khí cảnh. Thậm chí là lăng không cảnh, bởi vì hiện giờ cô gái bí ẩn đã nói hắn không đủ thực lực đi thu phục đạo tắc. Thực là một chuyện phiền phức. Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Hiện giờ hắn đang gặp phải rất nhiều chuyện, chủ yếu nhất là bệnh của muội muội, sau đó là phong ấn của tháp giới ngục này. Hắn đã cảm nhận được tháp giới ngục có gì đó không bình thường, cũng cảm giác được rõ ràng giọng nói của cô gái bí ẩn có vẻ nghiêm trọng hơn.
Hắn biết, cô gái bí ẩn không nói đùa với hắn. Nếu phong ấn bị phá giải, chắc chắn nàng sẽ không vì hắn mà ra tay. Hắn nhất định phải tự giải quyết việc này. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, kiếm tâm sáng tỏ là gì vậy? Hắn không quên, lúc trước hắn đã tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền ảo. Trầm mặc một lát, cô gái bí ẩn mới giải thích, kiếm tâm sáng tỏ giống như một tấm gương vậy, bình thường ngươi không biết mình cao thấp thế nào, nhưng sau khi soi gương sẽ biết rõ mình trông ra sao. Mà kiếm tâm sáng tỏ cũng có đạo lý tương tự như vậy. Hiện giờ ngươi đã hiểu rất rõ phương hướng kiếm đạo của mình, cũng biết kiếm đạo của mình như thế nào. Nói đơn giản một chút là ngươi tự biết bản thân mình, tự nhận ra kiếm đạo của mình. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cái này có ích không? Cô gái bí ẩn nói, hình như ngươi quên một điều, lúc trước, vừa rồi ngươi thi triển nhất kiếm định sinh tử thân thể cũng không bị phản phệ quá lớn phải không? Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn to te. Đúng vậy. Lúc trước hắn đã thi triển nhất kiếm định sinh tử nhưng bây giờ thân thể không thảm như trước kia, chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Giọng của cô gái bí ẩn lại vang lên, kiếm tâm sáng tỏ chính là một loại tâm cảnh trong kiếm đạo. Sau này khi đối địch với kẻ khác, tất cả giả tượng và huyễn cảnh đều vô hiệu với ngươi. Đương nhiên, nếu thực lực của kẻ địch vượt xa rất xa ngươi thì lại là chuyện khác. Ngoài ra, tâm ngươi trong suốt, thì độ phù hợp với kiếm càng cao, thì triển kiếm kỹ cũng sẽ làm ít công to, mệt rồi, không muốn giải thích mấy thứ đơn giản này với ngươi nữa, ngươi tự đối luyện thêm với cái bóng đi sẽ hiểu. Trầm mặc một lát, cô gái bí ẩn mới giải thích, kiếm tâm sáng tỏ giống như một tấm gương vậy. Bình thường ngươi không biết mình cao thấp thế nào, nhưng sau khi soi gương sẽ biết rõ mình trông ra sao. Mà kiếm tâm sáng tỏ cũng có đạo lý tương tự như vậy. Hiện giờ ngươi đã hiểu rất rõ phương hướng kiếm đạo của mình, cũng biết kiếm đạo của mình như thế nào. Nói đơn giản một chút là ngươi tự biết bản thân mình, tự nhận ra kiếm đạo của mình. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cái này có ích không? Cô gái bí ẩn nói, hình như ngươi quên một điều, lúc trước. Vừa rồi ngươi thi triển nhất kiếm định sinh tử thân thể cũng không bị phản phệ quá lớn phải không? Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn to te. Đúng vậy. Lúc trước hắn đã thi triển nhất kiếm định sinh tử nhưng bây giờ thân thể không thảm như trước kia, chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Giọng của cô gái bí ẩn lại vang lên, kiếm tâm sáng tỏ chính là một loại tâm cảnh trong kiếm đạo. Sau này khi đối địch với kẻ khác, tất cả giả tượng và huyễn cảnh đều vô hiệu với ngươi. Đương nhiên. Nếu thực lực của kẻ địch vượt xa rất xa ngươi thì lại là chuyện khác. Ngoài ra, tâm ngươi trong suốt, thì độ phù hợp với kiếm càng cao, thì triển kiếm kỹ cũng sẽ làm ít công to, mệt rồi, không muốn giải thích mấy thứ đơn giản này với ngươi nữa, ngươi tự đối luyện thêm với cái bóng đi sẽ hiểu. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu đi tìm cái bóng đối luyện. Khi hắn ra kiếm thứ nhất, ngây ngẩn cả người. Bởi vì cảm giác thực sự không giống lúc trước, không chỉ vậy. Khi cái bóng ra kiếm thứ nhất, hắn lại tiếp tục ngẩn người. Bởi vì lần này hắn cảm thấy rất khác, hắn cũng không miêu tả được cảm giác này thế nào, nhưng nếu nhất định phải nói ra, thì hắn cảm thấy một kiếm này, đơn giản hơn. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Huyên ngừng lại. Mà trước ngực cái bóng có cắm một thanh trường kiếm. Thoáng một cái bóng chậm rãi tiêu tán. Diệp Huyên hơi cúi đầu, trầm mặc. Một lát sau, hắn thu linh tiêu kiếm lại. Nhìn thanh kiếm trong tay, trầm mặc một hồi, hắn mới khẽ lẩm bẩm, giờ mới cảm thấy kiếm này là của ta, chương 49 thu ta làm đồ đệ đi. Lúc trước hắn có vẻ lạ lẫm với linh tiêu kiếm. Cảm giác này kiểu như thanh kiếm này không phải là bản thân hắn, khi dùng cũng không thoải mái lắm. Nhưng hiện giờ thì không còn cảm giác xa lạ kia nữa, nhưng cũng chưa đến mức vô cùng quen thuộc, có điều được như vậy là tốt hơn trước kia rất rất nhiều rồi, chí ít là không còn cảm thấy lóng ngóng nữa. Lúc này hắn mới phát hiện ra mức độ phù hợp của một thanh kiếm với chủ nhân của nó quan trọng cỡ nào. Thu kiếm lại, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, rồi đi tắm rửa một hồi. Sau đó, đi ngủ. Tu luyện rất quan trọng, nghỉ ngơi cũng quan trọng y như vậy. Dù mong muốn mạnh lên của hắn mãnh liệt cỡ nào đi nữa, dù có điên cuồng tu luyện cỡ nào đi nữa, nhưng ngày nào cũng sẽ nghỉ ngơi. Bởi vì sau khi nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, mới có thể tu luyện tốt hơn. Bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào thuyền bay đã lặng lẽ xuất phát, dường như tất cả mọi thứ đều đã qua. Nhưng tất cả mọi người trên con thuyền bay này đều không quên được thiếu niên kia, càng không quên được động tĩnh bên ngoài thuyền bay trước đó. Tất cả mọi người đều tò mò, không biết có phải thiếu niên kia đã chết không?
chắc là chết rồi. Dù sao thì, người của Túy Tiên Lâu cũng không dễ giết như vậy. Thuyền bay bay qua con sông lớn mênh mông, bay lên một dãy núi vô tận, từ đây nhìn xuống, thu hết vạn sơn vào mắt, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trên boong thuyền bay lại xuất hiện rất nhiều người, ai nấy đều bình tĩnh thản nhiên, dường như lúc trước chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Túy Tiên Lâu đã hạ cảnh cáo, tất cả mọi người phải giữ bí mật về chuyện lúc trước, nếu không Túy Tiên Lâu sẽ nghiêm trị. Không ai dám đi đắc tội với Túy Tiên Lâu. Trong phòng, không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cảm thấy mặt mình hơi ngứa ngứa, chậm rãi mở mắt thì thấy một đôi mắt rất to, rất linh động. Lúc này, Diệp Liên đang cầm một lọn tóc nhỏ của mình xoa xoa vào mặt ca ca. Thấy Diệp Huyên tỉnh lại, nàng cười ngọt ngào chào ca. Diệp Huyên quay sang nhìn bốn phía, rồi hỏi, giờ gì rồi? Diệp Liên cười đáp, chưa rồi. Hôm nay ca ca ngủ nướng quá đó. Nhưng không sao, ca có thể ngủ tiếp, muội sẽ trông cho ca ca ngủ. Diệp Huyên khẽ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Diệp Liên, cười nói, đi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, hắn rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì dẫn theo Diệp Liên đi lên boong thuyền bay. Khi hai huynh muội xuất hiện, tất cả mọi người trên boong thuyền đều đổ dồn tới. Không chết sao? Trong đầu tất cả mọi người đều đầy ngập dấu chấm hỏi. Giết người của Túy Tiên Lâu mà không chết sao? Một bên khác, Lục Tiêu Nhiên nhìn Diệp Huyên thật sâu, khẽ nói thiếu niên này thật không đơn giản. Nhóc béo bên cạnh ông chạy thẳng đến trước mặt huynh muội Diệp Huyên. Cậu bé nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi quỳ một gối xuống nói, đại ca, thu ta làm đồ đệ đi, cần bao nhiêu tiền đại ca cứ nói, cha ta có tiền. Diệp Huyên. Diệp Liên chỉ cái miệng nhỏ nhoẻn cười. Lục Tiêu Nhiên đi tới trước mặt huynh muội Diệp Huyên, đá nhóc béo một cái, cười mắng, con có biết muốn trở thành kiếm tu khó cỡ nào không? Nhóc béo bất mãn nhìn thoáng qua đầu mình, sợ gì khó. Có việc gì khó dùng tiền giải quyết là được. Sắc mặt Lục Tiêu Nhiên có hơi xấu hổ. Ông ôm quyền nói với Diệp Huyên, dạy con không tốt, thật xấu hổ. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn sang nhóc béo, hỏi, đệ muốn làm kiếm tu sao? Nhóc béo vội vàng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, được, trước tiên cần phải giảm béo đã. Nghe vậy, sắc mặt nhóc béo lập tức xa sầm. Giảm béo ư, còn khó chịu hơn cả giết nó đi. Thấy phản ứng của nhóc béo, Diệp Huyên và Lục Tiêu Nhiên cùng nở nụ cười. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên vui vẻ cười nói, Diệp Huyên tiểu hữu, chuyến này cậu đi đế đô sao? Lục Tiêu Nhiên đi tới trước mặt huynh muội Diệp Huyên, đá nhóc béo một cái, cười mắng, con có biết muốn trở thành kiếm tu khó cỡ nào không? Nhóc béo bất mãn nhìn thoáng qua đầu mình, sợ gì khó? Có việc gì khó dùng tiền giải quyết là được. Sắc mặt Lục Tiêu Nhiên có hơi xấu hổ. Ông ôm quyền nói với Diệp Huyên, dạy con không tốt, thật xấu hổ. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn sang nhóc béo, hỏi, đệ muốn làm kiếm tu sao? Nhóc béo vội vàng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, được, trước tiên cần phải giảm béo đã. Nghe vậy, sắc mặt nhóc béo lập tức xa sầm. Giảm béo ư, còn khó chịu hơn cả giết nó đi. Thấy phản ứng của nhóc béo, Diệp Huyên và Lục Tiêu Nhiên cùng nở nụ cười. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên vui vẻ cười nói, Diệp Huyên tiểu hữu, chuyến này cậu đi đế đô sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu đáp, đúng vậy. Lục Tiêu Nhiên đánh giá Diệp Huyên một lát rồi nói, có phải tới tham gia buổi chiêu sinh của Học viện Thương Mộc không? Diệp Huyên nao nao hỏi lại, làm sao tiền bối biết được? Lục Tiêu Nhiên cười cười trả lời, kỳ chiêu sinh 3 năm một lần của Học viện Thương Mộc có thể xem như chuyện náo nhiệt nhất của Khương Quốc, tiểu hữu tuổi con trẻ nghe vậy, lại tới đế đô, lại thêm việc Học viện Thương Mộc sắp bắt đầu chiêu sinh, cho nên ta nghĩ hẳn là tiểu hữu tới Học viện Thương Mộc đi. Dứt lời, ông chỉ thằng nhóc mập trước mặt, giới thiệu, đây là khuyển tử Lục Minh, lần này ta dẫn nó tới đế đô cũng là hy vọng xem nó có thể gia nhập Học viện Thương Mộc không. Nhóc béo Lục Minh vỗ vỗ ngực nói cha. Người yên tâm đi, nhất định con có thể gia nhập Học viện Thương Mộc, nếu bọn họ không cho con gia nhập, con sẽ mua luôn cả Học viện Thương Mộc. Huynh muội Diệp Huyên. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài, trước kia đáng lẽ ta không nên chiều con như thế. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đế đô chính là nơi phồn hoa nhất Khương Quốc, nơi đó chắc chắn là ngọa hổ tàng long. Ở Thiên Sơn Thành này, thằng nhóc mập có lẽ còn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng nếu đến đế đô mà vẫn tùy hứng như thế e là sẽ thua thiệt. Chương 50, trong mộng có thể.
Lục Tiêu Nhiên quay sang nhìn thoáng qua phía chân trời xa xa, nói khẽ, sắp tới Lưỡng Giới Thành rồi. Lưỡng Giới Thành sao? Diệp Huyên không hiểu lắm. Lục Tiêu Nhiên giải thích, Diệp Tiểu Hữu không biết, Lưỡng Giới Thành này nằm ở biên giới của nước ta và Đường Quốc, mà Khương Quốc chúng ta và Đường Quốc đã trở mặt từ lâu, thậm chí còn giao chiến với nhau cũng vì tranh đoạt Lưỡng Giới Thành này. Địa thế của Lưỡng Giới Thành khá cao, hai bên lại có núi lửa hiểm yếu, có thể nói, nước nào đoạt được Lưỡng Giới Thành này là có một ưu thế xuất kích của thiên nhiên. Mà cho tới giờ Lưỡng Giới Thành này vẫn không thích thức thuộc về Đường Quốc hay Khương Quốc, mặc dù bây giờ vẫn là thành trì của Khương Quốc ta, nhưng Đường Quốc lại cho rằng thuộc về bọn họ. Tóm lại, nơi này rất loạn. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta sẽ dừng lại ở đó sao? Lục Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, thuyền bay cần phải bổ sung nhiên liệu, cho nên chắc chúng ta sẽ dừng lại ở đó nửa ngày. Diệp Huyên nói, Lục tiền bối sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Lục Tiêu Nhiên cười nói, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là chắc sẽ nhốn nháo một chút, bởi vì hiện giờ tuy nơi đó là do Khương Quốc ta trưởng quản nhưng người Đường Quốc vẫn tùy tiện xâm nhập không chút kiêng kỵ, thậm chí còn công khai đến dưới thành khiêu khích. Ôi, một lời khó nói hết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sau khi trò chuyện một lát với Lục Tiêu Nhiên, Diệp Huyên đưa Diệp Liên đi lên đầu thuyền, ngắm nhìn thiên sơn vạn thủy bên dưới. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt nắm tay phải, cuối cùng sẽ có một ngày ta ngự kiếm nhìn xuống sơn hà thiên địa này. Nói xong, trong lòng hắn vội vàng hỏi, tiền bối, hiện giờ ta có thể ngự kiếm chưa? Có thể. Cô gái bí ẩn đáp. Nghe vậy, Diệp Huyên mừng điên lên, cô gái bí ẩn lại nói, trong mộng có thể. Diệp Huyên. Một canh giờ sau, thuyền bay chạy qua thiên sơn, một tòa thành trì xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa thành trì kia ở giữa hai ngọn núi lớn, cả tòa thành như một cánh cửa giữa hai ngọn núi. Đối diện thành là một bình nguyên, nơi chân trời có thể nhìn thấy từng tòa thành nhỏ. Bên kia chính là một nước khác, Đường Quốc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tai mọi người, chư vị, thuyền bay cần bổ sung nhiên liệu, chúng ta sẽ dừng lại ở Lưỡng Giới Thành hai canh giờ. Hai canh giờ sau mời chư vị lập tức lên thuyền. Còn nữa, Lưỡng Giới Thành có hơi hỗn loạn, nếu không có việc gì cần thiết thì cố gắng đừng đi dạo khắp nơi. Tiếng nói vừa dứt, thuyền bay đã rung lên kịch liệt, chẳng mấy chốc thuyền bay đã chậm rãi hạ xuống. Diệp Liên hơi run run ôm chặt cánh tay Diệp Huyên. Thuyền bay càng hạ thấp, Lưỡng Giới Thành lại càng lớn. Đứng từ trên thuyền bay nhìn xuống, quả thực Lưỡng Giới Thành không kém hơn Thiên Sơn Thành rất nhiều, trong thành cũ nát, người cũng ít hơn, có vẻ hơi hoang vu. Thuyền bay vững vàng đáp xuống một con sông lớn, chẳng mấy chốc, cùng vô số người trên thuyền, hai huynh muội Diệp Huyên cũng xuống thuyền, nhưng bọn họ không đi đâu, chỉ đến địa điểm Túy Tiên Lâu sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi một chút. Túy Tiên Lâu đã thu xếp một quảng trường khá lớn, dựa vào bên đường, rất cần cửa. Trong quảng trường có bán đủ loại đồ ăn đồ uống. Diệp Huyên dẫn theo muội muội đi tới một cửa hàng. Hắn hô lên, ông chủ, cho hai bát mì. Có ngay. Ông chủ đáp lời, vèo một cái, hai bát mì nóng hôi hổi đã được bưng đến trước mặt Diệp Liên và Diệp Huyên, trong mỗi bát lại có một quả trứng gà và một ít thịt băm. Diệp Huyên gắp quả trứng gà trong bát mình vào bát của Diệp Liên. Diệp Liên trừng mắt với hắn một cái, lại gắp quả trứng còn lại cho Diệp Huyên ca. Đừng nói với muội huynh không thích ăn trứng. Hừ, muội sẽ không bị huynh lừa đâu. Trước kia khi hai huynh muội còn sống nương tựa lẫn nhau, Diệp Huyên luôn lừa nàng nói rằng mình không thích cái này không thích cái kia, rồi cho nàng hết. Khi còn nhỏ nàng còn tin là thật, sau này mới phát hiện, không phải ca ca không thích ăn, mà là không nỡ ăn. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, cười nói, ông chủ, lại cho thêm hai quả trứng gà nữa. Có ngay. Cách đó xa xa, Hàn Hương Mộng nhìn hai huynh muội một lúc, khẽ nói, trong tộc chưa từng có tình cảm thế này. Lão giả bên cạnh Hàn Hương Mộng lại lắc đầu, người này quá coi trọng tiểu nha đầu kia. Sau này nói không chừng tiểu ha đầu kia sẽ trở thành nhược điểm và uy hiếp của hắn. Hàn Hương Mộng nhìn Diệp Liên cười đến sán lạn, khẽ nói, nha đầu kia thật hạnh phúc. Dứt lời, nàng ta quay lưng rời đi. Một lát sau, huynh muội Diệp Huyên đã ăn no lưng lửng bụng. Diệp Huyên nhìn ông chủ cách đó không xa, gọi, ông chủ, tính tiền đi. Ông chủ mỉm cười đi tới trước mặt Diệp Huyên báo, khách quan, 4 kim tệ. Diệp Huyên đang định trả tiền nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi lại, 4 kim tệ sao? Ông chủ gật đầu, 4 kim tệ.
Diệp Liên đang ngồi uống canh bên cạnh nghe vậy sững sờ bưng bát ngồi tại chỗ, hai mắt mở thật to. 4 kim tệ sao? Ở Thanh Thành, một tô mì chỉ có giá 5 ngân tệ thôi. Huynh muội Diệp Huyên nhìn nhau một chút, cuối cùng, Diệp Huyên đứng lên hỏi lại, ông chủ, hai bát mì, hai quả trứng gà mà 4 kim tệ sao? Ông chắc chứ? Ông chủ cũng ngừng cười, thế nào? Khách quan muốn ăn chùa sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, ông chủ, ông mở hắc điếm à? Ông chủ lạnh lùng nói, chúng ta bán ở đây đã nhiều năm, vẫn luôn là cái giá này, sao có thể nói là hắc điếm? Ta thấy, là ngươi không muốn trả tiền. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì một giọng nói đột nhiên vang lên, đại ca, để ta mời. Huynh muội Diệp Huyên quay sang, thì ra người tới chính là nhóc béo Lục Minh kia, đi sau lưng cách cậu bé không xa chính là Lục Tiêu Nhiên. Lục Minh đi tới trước mặt ông chủ, móc từ trong ngực ra 4 kim tệ, đưa cho ông chủ, cả giận mắng, đây là đại ca ta không ăn nổi một tô mì của ngươi sao? Ông chủ thoáng nhìn qua Lục Minh, không nói gì, chỉ thu kim tệ rồi quay lưng rời đi. Lục Minh quay sang nhìn Diệp Huyên, cười hì hì nói, chào đại ca. Diệp Huyên khá buồn cười, đoán chừng nhóc béo này vẫn muốn học kiếm. Đúng lúc này, trước cửa thành phía xa xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chẳng mấy chốc, khoảng 10 tên kỵ binh mặc giáp đen đã bất chợt vọt vào trong thành. Người Đường Quốc, Lục Tiêu Nhiên đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là kỵ binh giáp đen của Đường Quốc. Sao bọn họ lại ở đây? Chẳng lẽ sắp khai chiến sao? Kỵ binh giáp đen. Diệp Huyên nhìn về phía đám kỵ binh kia. Đám kỵ binh xông thẳng vào trong thành, khoái mã vụt qua đường phố, thấy người là giết, thấy cửa hàng là cướp. Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên cau chặt chân mày, hỏi, không ai quản à? Ông chủ thoáng nhìn qua Lục Minh, không nói gì, chỉ thu kim tệ rồi quay lưng rời đi. Lục Minh quay sang nhìn Diệp Huyên, cười hì hì nói, chào đại ca. Diệp Huyên khá buồn cười, đoán chừng nhóc béo này vẫn muốn học kiếm. Đúng lúc này, trước cửa thành phía xa xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chẳng mấy chốc, khoảng 10 tên kỵ binh mặc giáp đen đã bất chợt vọt vào trong thành. Người Đường Quốc, Lục Tiêu Nhiên đứng bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là kỵ binh giáp đen của Đường Quốc. Sao bọn họ lại ở đây? Chẳng lẽ sắp khai chiến sao? Kỵ binh giáp đen. Diệp Huyên nhìn về phía đám kỵ binh kia. Đám kỵ binh xông thẳng vào trong thành, khoái mã vụt qua đường phố, thấy người là giết, thấy cửa hàng là cướp. Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên cau chặt chân mày, hỏi, không ai quản à? Quản cái gì? Ông chủ bán quán bên cạnh cười lạnh nói, sợ là đám hộ vệ trong thành kia đều trốn hết vào tầng hầm rồi. Mấy vị khách quan, nể tình hữu nghị ta nhắc nhở một chút, đừng có rời khỏi địa giới của Túy Tiên Lâu, nếu không, các ngươi cũng khó sống. Diệp Huyên đang định nói gì đó, chợt đám kỵ binh mặc giáp đen từ trong thành vọt ra, trên lưng ngựa của chúng có thêm một ít bao vải, còn cả một vài cô gái đang khóc thút thít nữa. Ha ha! Một kỵ binh mặc giáp đen đi đầu điên cuồng cười lớn, đàn ông Khương Quốc không kẻ nào có chứng. Đều là một đám phế vật. Ha ha! Dứt lời, gã bắt đầu điên cuồng kéo quần áo của một cô gái trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, cô gái kia chỉ còn lại mỗi nội y. Đám người xung quanh tràn đầy căm phẫn, nhưng không ai dám lên tiếng. Ha ha! Kỵ binh mặc giáp đen cầm đầu điên cuồng cười to, đàn ông Khương Quốc nhìn đây này, ông đây không chỉ muốn cướp tiền tài của các ngươi, mà còn muốn ngủ với đàn bà của các ngươi nữa. Ha ha! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay sang nhìn Lục Tiêu Nhiên bên cạnh, làm phiền tiền bối để ý muội muội của ta một chút. Dứt lời, hắn quơ lấy băng ghế bên cạnh rồi xông ra ngoài. Mà tất cả mọi người sau lưng hắn đều ngây ngẩn ngơ ngác. Chương 51, để cho ta giết gã. Diệp Huyên muốn xen vào chuyện bao đồng ư. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy. Khi thấy hắn phóng tới chỗ những kỵ binh giáp đen kia, tất cả mọi người đều xác định là Diệp Huyên thật sự muốn xen vào chuyện bao đồng. Muốn chết. Đây là suy nghĩ của bọn họ lúc này. Bởi vì, mặc dù hiện tại lưỡng giới thành thuộc về Khương Quốc, nhưng có thể nói nơi này thuộc phạm vi thế lực của Đường Quốc, đến cả Lục Tiêu Nhiên cũng không dám ra tay bừa bãi, chỉ sợ trêu chọc đến đám kỵ binh giáp đen đông như kiến cỏ. Vậy mà Diệp Huyên lại ra tay. Rất nhiều người bắt đầu oán trách hắn vô sự kiếm chuyện, vạn nhất chọc ra một đám kỵ binh giáp đen chẳng phải là chuốc họa cho mọi người sao. Cách đó không xa,
Hàn Hương Mộng thoáng nhìn qua Diệp Huyên xông tới chỉ lắc đầu, người này làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả, chỉ biết gây họa bừa bãi. Lão giả bên cạnh nàng ta gật đầu, mấy chuyện tốn công mà chẳng có kết quả thế này, có làm cũng chẳng ý nghĩa gì, thậm chí còn có thể dẫn tới mầm tai vạ lớn. Hàn Hương Mộng khẽ gật đầu, nhìn phía xa xa, Diệp Huyên đã vọt tới cửa thành. Trước mắt vô số người, gã kỵ binh giáp đen dẫn đầu đang định xông ra khỏi thành kia đột nhiên quay đầu lại. Gã vừa quay đầu, một cái ghế băng đã bất ngờ nện tới. Gã biến sắc, vội vàng đưa tay chặn lại. Ầm! Băng ghế vỡ vụn, cả người gã kỵ binh bay thẳng ra ngoài. Diệp Huyên đưa tay tóm được con ngựa đang bị kinh sợ của gã, giật mạnh tay phải, kéo con ngựa phải đứng im, sau đó tay trái nhẹ nhàng cản lại ôm cô gái trên ngựa xuống. Hắn cởi áo ngoài phủ lên thân thể nàng ấy, chỉ về phía mấy người Diệp Liên đang đứng cách đó không xa, nói qua bên kia đi, bên đó an toàn. Cô gái kia chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt nàng ấy, nói, nhớ kỹ đó, chỉ có kẻ vô năng mới đi tìm chết, chỉ cần còn sống, sẽ có khả năng vô hạn. Dứt lời, hắn quơ lấy nửa băng ghế gỗ vỡ dưới đất vọt tới đám kỵ binh cách đó không xa. Diệp Huyên càng chạy càng nhanh. Đám kỵ binh giáp đen kia cũng lao tới hắn. Một bên kia, gã kỵ binh cầm đầu điên cuồng gầm ghét, giết hắn. Giết hắn cho ông. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã tới gần đám kỵ binh kia. Khi hắn chỉ còn cách một tên trong số chúng nửa trượng thì đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó bất ngờ đập nửa cái ghế gãy vào đầu gã. Ầm. Chớp mắt, gã kỵ binh kia đã bay ra ngoài. Diệp Huyên cũng không ngừng tay, ném băng gỗ sắc nhọn ra ngoài. Phụt. Yết hầu của gã kỵ binh kia bị mẩu gỗ sắc nhọn đâm xuyên qua, gã mất mạng tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, mấy gã kỵ binh khác đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Huyên không xuất kiếm mà giữ tợn vọt thẳng ra ngoài. Trước mắt vô số người, Diệp Huyên xuyên thẳng qua đám kỵ binh kia, chẳng mấy chốc, mấy gã kỵ binh đã ngã ào ào xuống đất, đều mất mạng tại chỗ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, giữa sân chỉ còn lại kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu. Những kỵ binh này đều dày dặn kinh nghiệm xa trường, đương nhiên chiến lực không tầm thường, nhưng Diệp Huyên cũng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu của một mình hắn còn nhiều hơn cả những kỵ binh này cộng lại, chưa kể phần lớn trong số họ đều chỉ dưới bất tức cảnh cấp 5, nên đương nhiên những kỵ binh phổ thông này không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyên nhìn kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu cách đó không xa. Lúc này, gã có hơi luống cuống. Gã muốn trốn nhưng Diệp Huyên còn nhanh hơn, hắn xông tới như một cơn lốc. Phát hiện Diệp Huyên vọt tới, đương nhiên kỵ sĩ giáp đen kia tự biết mình trốn không thoát được, lập tức trở nên dữ tợn, quay người cầm trường thương trong tay đâm Diệp Huyên một cái. Khí biến cảnh. Diệp Huyên cũng không tránh thương này, mặc cho nó đâm vào ngực mình. Ầm. Hắn vẻn vẹn lùi lại nửa bước, trường thương cũng không đâm xuyên qua được thân thể hắn. Kim thân cảnh. Nhục thể của hắn còn cứng hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt kỵ sĩ giáp đen đại biến. Gã đang muốn thu thương lại, Diệp Huyên lại không bỏ qua, mà nâng chân đá ngang quét qua đầu gã. Ầm. Toàn thân kỵ sĩ giáp đen kia đụng phải một vách tường. Kỵ sĩ giáp đen đang giãy giụa muốn đứng dậy, Diệp Huyên lại giẫm lên ngực gã. Gã oán độc nhìn Diệp Huyên, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Huyên đang định ra tay thì một âm thanh vọng tới, để cho ta giết gã. Được chứ. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc khi phát hiện ra người vừa nói chuyện chính là cô gái lúc nãy được hắn cứu. Cô gái này khoảng 18-19 tuổi, bộ dáng thanh tú, tư thái mỹ lệ, chỉ có điều lúc này sắc mặt nàng ấy lạnh như băng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn rút thanh đao của kỵ sĩ giáp đen kia đưa cho nàng ấy. Nàng ấy nhìn thoáng qua hắn một cái rồi cầm đao đi tới. Ngay khi nàng ấy muốn ra tay, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, dừng tay. Diệp Huyên nghe tiếng nhìn lại thì thấy một người đàn ông mập mạp dẫn theo một đám binh sĩ đang vội vàng chạy tới. Không phải binh sĩ Đường Quốc, là binh sĩ Khương Quốc. Nói một cách chính xác thì đây chính là binh sĩ Khương Quốc ở Lưỡng Giới Thành. Mà người đàn ông mập mạp này chính là thành chủ Lưỡng Giới Thành. Người đàn ông mập mạp dẫn một đám người nộ khí rào rạt chạy vọt tới trước mặt Diệp Huyên và cô gái kia, tức giận chỉ vào mặt hắn mà hỏi, ai cho ngươi ra tay? Chương 52, một người cản 3.000 thiết giáp. Diệp Huyên cau mày lại. Người đàn ông mập mạp giận dữ nhìn cô gái bên cạnh, đưa xuống dưới cho ta. Một người trong đám binh sĩ vọt tới chỗ cô gái kia.
Nàng ấy vô ý thức lùi lại sau lưng Diệp Huyên, nhưng binh sĩ kia vẫn không dừng lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên đưa tay lên. Chát! Tên lính kia bị Diệp Huyên tát cho bay thẳng ra ngoài. Người đàn ông mập mạp ngẩn ra, rồi cả giận quát lên, ngươi muốn tạo phản sao? Diệp Huyên chậm rãi siết chặt nắm tay phải, trả lời, những binh sĩ Đường Quốc này vào trong thành, gian dâm cướp giật, các ngươi mặc kệ. Bây giờ ta muốn giết bọn chúng các ngươi lại ra quản. Làm sao, các ngươi là người Đường Quốc hả? Người đàn ông mập mạp cả giận mắng, ngươi giết bọn họ, ngươi có biết hậu quả không? Ngoài kia, cách không xa tòa thành này chính là doanh địa của bọn kỵ binh giáp đen. Ngươi giết bọn chúng chẳng khác nào cho chúng cơ hội xuất binh đánh lưỡng giới thành chúng ta, làm vậy sẽ càng nhiều người phải chết hơn. Ngươi có biết không? Diệp Huyên cười lạnh hỏi lại, ngươi sợ mình chết chứ gì? Sắc mặt người đàn ông mập mạp có hơi khó coi, phủi tay, đừng có nói nhảm nữa. Đây chính là lưỡng giới thành, nơi đây do ta làm chủ, ngươi. Diệp Huyên chẳng buồn nhìn y nữa, quay sang nói với cô gái kia, đi giết gã đi. Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Huyên một cái rồi quay người đi về phía kỵ binh giáp đen nằm bẹp dưới đất kia. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông mập mạp tái mét, cả giận quát lên, bắt bọn họ lại cho ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên tóm lấy yết hầu của y, các binh sĩ thấy vậy vội đứng khựng tại chỗ, không dám động đậy. Diệp Huyên nhìn thẳng vào người đàn ông mập mạp kia, nói ta hận nhất đám phế vật chỉ biết hùng hổ với người trong nước, nhưng lại mềm yếu với người ngoài như đám chó má các ngươi. Ngươi còn dám nói nhảm một câu nữa, ông chặt đầu ngươi. Ngươi! Người đàn ông mập mạp nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt sợ hãi, không dám nói gì nữa. À! Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người nghe tiếng quay sang thì thấy cô gái kia hai tay cầm đao đâm vào cổ họng gã kỵ binh giáp đen kia, cả khuôn mặt nàng dính đầy máu tươi. Sau khi giết gã kỵ binh giáp đen kia, cô gái buông lỏng thanh đao, toàn thân mềm nhũn dựa vào tường như một bãi bùn nhão. Ánh mắt dại đi không biết đang nghĩ gì. Ngươi, ngươi gây ra họa lớn rồi. Người đàn ông mập mạp chỉ vào Diệp Huyên, toàn thân run rẩy. Diệp Huyên chẳng buồn để ý tới y nữa, mà quay sang đi tới trước mặt cô gái kia. Hắn không nói gì nữa, chỉ lấy ra khoảng 10 kim tệ đặt trong tay nàng ấy, dặn dò, sống cho tốt. Sau đó, hắn quay người rời đi. Cô gái ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên. Đúng lúc này, bên ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lần này không chỉ có vài con mà là vô số ngựa. Phát hiện điều này, sắc mặt mọi người trong thành cũng thay đổi. Bao gồm cả mấy người Lục Tiêu Nhiên cách đó không xa. Người đàn ông mập mạp kia liếc nhìn ra ngoài thành một cái, một khắc sau, sắc mặt y trắng bệch. Xong rồi, là kỵ binh giáp đen. Bọn họ tới rồi. Dứt lời. Y tức giận chỉ vào Diệp Huyên mắng, đều tại ngươi, ngươi đã hại tất cả người trong thành. Là ngươi. Dân chúng xung quanh cũng oán độc nhìn Diệp Huyên, hiển nhiên bọn họ cũng đều đang trách hắn xen vào việc của người khác, kéo tới mầm tai vạ. Đúng lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên trong đầu Diệp Huyên. Làm việc nghĩa lại bị đối đãi như vậy, ngươi có cảm tưởng gì? Diệp Huyên nhàn nhạt đáp, ta làm gì chỉ cần xứng với lòng ta không làm cho kẻ khác nhìn. Bọn họ thấy thế nào là việc của bọn họ. Cô gái bí ẩn kia không nói gì nữa. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía cửa thành xa xa. Lúc này, Diệp Liên cách đó không xa đột nhiên hô lên ca. Diệp Huyên khẽ run lên, dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Liên, cười nói, không sao đâu. Gọi cho ca ca một tô mì, ca sẽ về ngay. Nói xong, hắn quay người đi tới cửa thành. Sau lưng hắn, Diệp Liên rớt nước mắt nhìn theo. Diệp Huyên đi ra ngoài cửa thành. Mới đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng chân quay đầu lại thì thấy cô gái kia đi theo sát hắn, chẳng nói lời nào. Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên đóng lại. Trước cửa thành, một nam một nữ đối diện mấy ngàn kỵ sĩ giáp đen. Mấy ngàn kỵ sĩ giáp đen cùng nhau vọt tới, thành thế rất lớn, dù là Diệp Huyên cũng phải rung động. Hắn biết mình đánh không lại. Thực sự đánh không lại. Đừng nói là hắn. Dù là An Lan Tú Lăng không cảnh chắc chắn cũng có không cách nào ngăn được mấy ngàn kỵ binh tấn công. Đánh không lại, nhưng hắn vẫn muốn đánh. Diệp Huyên cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đánh. Chỉ biết là mình muốn đánh. Gọi ta là A Ngư, cô gái sau lưng Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng. Hắn gật đầu, đáp ta tên Diệp Huyên. A Ngư nhìn hắn, nói, Diệp Huyên, ta nhớ rồi, kiếp sau cũng sẽ không quên.
Diệp Huyên không nghe được nàng ấy nói gì, vì hắn đã đi tới chỗ những kỵ binh kia, nhìn khí thế hùng hãn của chúng mà ánh mắt hắn dần dần dại ra. Hắn không phát hiện linh tiêu kiếm trong cơ thể mình đang rung động kịch liệt. Sợ chết sao? Diệp Huyên hắn cũng sợ chết, nhưng nhiều khi, có rất nhiều chuyện có chết cũng phải làm. Quốc gia đại sự, Diệp Huyên hắn không hiểu, nhưng hắn biết Diệp Huyên hắn là người Khương Quốc. Quốc gia có rất nhiều điều thiếu sót, nhưng đây chính là quốc gia của hắn là người Khương Quốc. Dù quốc gia không tốt cũng là nhà của hắn. Dù quốc gia của mình không tốt cũng không đến lượt người ngoài tới vũ nhục. Đánh. Lần này, hắn không đánh vì muội muội, cũng không vì mình. Diệp Huyên bước nhanh hơn, nhìn một đám kỵ binh giáp đen khí thế hung hãn mà không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý ngập trời. Ha ha. Diệp Huyên đột nhiên điên cuồng cười phá lên, tới đi. Hắn vừa dứt lời, thân thể đột nhiên khẽ run lên, một khắc sau, một cỗ sức mạnh vô hình từ trong cơ thể hắn vọt ra. Cái quỷ gì? Trong tháp giới ngục, đột nhiên giọng nói của cô gái bí ẩn kia vang lên, chiến ý. Thứ gì thế này? Một kiếm tu không lĩnh ngộ kiếm ý mà lại đi lĩnh ngộ chiến ý. Ta đã dạy một tên kiếm tu giả ư. Chiến ý. Chương 53, Ngân Giáp, Kim Đao. Ý cảnh. Một cảnh giới mờ mịt hư vô nhưng thực sự tồn tại. Trên thế gian có rất nhiều loại ý cảnh, như kiếm ý, thương ý, quyền ý, sát ý, chiến ý, vân vân. Mỗi một loại ý cảnh đều cực kỳ khó lĩnh ngộ, ví như kiếm ý, xét cả Khương Quốc hiện tại mới chỉ có một vị tông sư kiếm đạo. Nói cách khác, cả Khương Quốc mới chỉ có một người lĩnh ngộ được kiếm ý. Những ý cảnh này khó mà lĩnh ngộ được là vì căn bản không có phương pháp xác định nào để tu luyện được chúng, có thể lĩnh ngộ hay không chỉ có thể xem bản thân. Nhưng một khi lĩnh ngộ được thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, cũng có nghĩa bọn họ đã tiến vào một cấp độ khác. Lúc này, Diệp Huyên đang có ý chí chiến đấu vô tận. Mà ý chí chiến đấu này không phải vì một cá nhân, cũng không phải vì muội muội, rốt cuộc là vì cái gì chính hắn cũng không thể nói rõ ràng. Hắn chỉ biết là, đừng nói là trước mắt có mấy ngàn kỵ binh, dù là mấy vạn kỵ binh hắn cũng sẽ không lùi bước. Chiến. Diệp Huyên càng bước càng nhanh, hắn đi tới đâu, chiến ý tựa cuồng phong quét ngang tới đó, cuốn lên cát bụi mịt mờ, thành một cơn lốc bụi khổng lồ xung quanh Diệp Huyên. Nhưng đối diện là mấy ngàn kỵ binh giáp đen, phần khí thế kia so ra khủng bố hơn Diệp Huyên vô số lần. Nhưng ánh mắt Diệp Huyên không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại, hắn càng bước nhanh hơn. Sau lưng Diệp Huyên, A Ngư ngây ra nhìn thiếu niên đang bước dần tới đội ngũ kỵ binh giáp đen. Khi Diệp Huyên còn cách đội kỵ binh giáp đen khoảng trăm trượng, một người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên dựng tay phải lên, một khắc sau, mấy ngàn kỵ binh giáp đen đứng lại. Dừng cũng chỉnh tề đều tăm tắp, không hề lộn xộn. Chuyện mới cập nhật. Người đàn ông trung niên nhìn vào một nơi cách Diệp Huyên hơn trăm trượng, ở nơi đó có một cô gái đang chậm rãi cưỡi ngựa đi tới. Nàng mặc một bộ nhuyễn giáp màu bạc, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa sau đầu, bên hông đeo một thanh đao màu vàng. Nàng không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hai mắt sắc bén như đao. Nàng cứ thong thả cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía bên này, không nhanh không chậm. Ngân giáp, kim đao. Mấy ngàn kỵ binh giáp đen đều biến sắc. Khắp cả Khương Quốc chỉ có một người thân mặc ngân giáp eo đeo kim đao, chính là vị cửu công chúa được xưng là soái tài Khương Quốc kia. Cũng chính là người mà Đường Quốc kiêng kỵ nhất. Không chỉ Đường Quốc, phải nói là các quốc gia xung quanh đều kiêng kỵ. Cửu công chúa Khương Quốc cùng An Lan Tú được xưng là tuyệt đại song kiêu của Khương Quốc, cả hai người đều là truyền kỳ. Đứng trước mấy ngàn kỵ sĩ giáp đen, người đàn ông trung niên cầm đầu thu ánh mắt lại, nhìn Diệp Huyên cách đó không xa thật sâu rồi quay người dẫn theo mấy ngàn kỵ binh giáp đen biến mất nơi chân trời. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Huyên ngơ ngác. Bị mình dọa bỏ chạy sao? Nghĩ vậy, Diệp Huyên không nhịn được mà hơi đắc ý. Đột nhiên giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong đầu hắn, ta đột nhiên phát hiện ra mặt ngươi còn dày hơn cả đại địa. Diệp Huyên. Đúng lúc này, cô gái mặc giáp bạc đã đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng thản nhiên nhìn hắn. Diệp Huyên cũng không ngốc, hiển nhiên hắn đã biết có lẽ những kỵ binh kia rút lui chính là vì nữ nhân này. Diệp Huyên tò mò đánh giá cô gái mặc giáp bạc một chút. Nàng không có dung mạo tuyệt sắc như An Lan Tú, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất đặc biệt mà hắn chưa bao giờ thấy. Đặc biệt là cặp mắt kia, như một thanh đao sắc bén, chính hắn cũng khó mà chống cự được đôi mắt sắc bén này.
Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua một cái là biến mất. Cả đời này chỉ có người Diệp Huyên hắn kính, chứ không có người Diệp Huyên hắn sợ. Diệp Huyên không chút e sợ đối mặt với cô gái kia. Ánh mắt của hắn khác với nàng. Ánh mắt cô gái mặc giáp bạc quá sắc bén, có tính xâm lược, khiến cho người ta không dám đối mặt. Mà ánh mắt của Diệp Huyên lại rất bình tĩnh, tựa như một gò núi mặc cho gió nhẹ phất qua. Cô gái mặc giáp bạc thu ánh mắt lại, nói theo ta vào thành. Nói xong, nàng quay lưng đi về hướng cửa thành xa xa. Diệp Huyên nhún vai rồi nhìn sang A Ngư bên cạnh, nói chúng ta đi thôi. A Ngư khẽ gật đầu, sau đó đi theo sát bên cạnh Diệp Huyên. Cô gái áo giáp bạc dẫn dầu, ba người đi tới trước cửa thành đóng thật chặt. Cô gái mặc áo giáp bạc nhìn thoáng cửa thành một cái, một khắc sau, một đạo tàn ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước cửa thành, thoáng một cái cửa thành bị chia làm 5-7 mảnh, đạo tàn ảnh kia lặng lẽ lũi lại sau lưng nàng. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên đanh lại. Thực lực thật khủng khiếp. Thực lực của người vừa rồi ít nhất là trên lăng không cảnh. Diệp Huyên nhìn lại cô gái mặc giáp bạc một lần. Ánh mắt tràn đầy tò mò không biết rốt cuộc cô gái này là ai. Cô gái mặc giáp bạc đưa Diệp Huyên và A Ngư đi vào trong thành. Lúc này, thành chủ lưỡng giới thành cũng những binh lính kia lập tức lao đến. Tên thành chủ mập mạp tức giận chỉ vào cô gái mặc giáp bạc, hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi! Dứt lời, y nhìn xuống thanh đao vàng bên hông nàng. Vừa thấy thanh đao này y đã ngây dại. Một khắc sau, toàn thân y điên cuồng run rẩy. Trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, y chậm rãi quỳ xuống run run nói, xin. Xin bái kiến cửu công chúa. Chương 54, từ chối. Cửu công chúa. Y vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá. Cửu công chúa. Vị thống soái trẻ nhất từ khi Khương quốc thành lập tới nay, cùng với An Lan Tú, là một truyền thuyết của Khương quốc. Hàn Hương Mộng đứng gần đó cũng ngẩn ngơ, rồi vội vàng kéo lão giả đi tới trước mặt cô gái mặc giáp bạc. Lục Tiêu Nhiên cũng ngây người mất một lúc mới vội vàng đi tới trước mặt cô gái mặc giáp bạc, cung kính thi lễ, thành chủ Thiên Sơn thành Lục Tiêu Nhiên xin ra mắt cửu công chúa. Cô gái mặc giáp bạc thoáng nhìn qua Lục Tiêu Nhiên, Lục thành chủ, mặc dù lưỡng giới thành không phải nơi ngươi quản hạt, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là người Khương quốc, lần này đường quốc xâm phạm, ngươi lại mặc kệ không hỏi tới, đáng phạt. Ta phạt ngươi 5 năm bổng lộc, hậu sự của người chết trong thành đều do ngươi toàn quyền lo liệu. Lục Tiêu Nhiên thi lễ thật sâu, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Hàn Hương Mộng đi tới trước mặt cô gái mặc giáp bạc thi lễ, Hàn Hương Mộng của Túy Tiên Lâu xin ra mắt cửu công chúa. Cô gái giáp bạc thản nhiên nhìn Hàn Hương Mộng, nói, lúc trước, nếu ngươi chịu đứng ra nói hai câu vì bách tính trong thành, bổn soái đảm bảo trong Túy Tiên Lâu ngươi sẽ một bước lên mây. Đáng tiếc, thân là người Khương quốc mà không có lấy một chút tấm lòng vì quốc gia, người như vậy có tư cách gì trở thành người Khương quốc ta? Kể từ bây giờ, ngươi không phải người Khương quốc ta nữa. Nếu Túy Tiên Lâu dám để cho ngươi trưởng quản việc của Túy Tiên Lâu ở Khương quốc, ta sẽ là người thứ nhất không tha cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Hương Mộng trắng bệch. Vốn ban đầu nàng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng. Bởi vì Tam Lâu chủ lúc trước để nàng ta tới đế đô thực ra là cho nàng ta cơ hội, nhưng hiện giờ, một câu vừa rồi của cô gái kia đã chặt đứt mọi cơ hội của nàng ta. Túy Tiên Lâu sẽ không vì nàng ta mà trở mặt với một người quyền thế ngập trời, bởi vì nàng ta không đáng. Cô gái mặc giáp bạc quay sang nhìn thành chủ và một đám binh sĩ lưỡng giới thành đang quỳ cách đó không xa, nói, đường quốc đột kích, thành chủ lưỡng giới thành sợ chết không ra, mặc cho dân chúng trong thành bị đổ sát, tội không thể tha, phải phạt lăng trì. Tất cả binh sĩ còn lại phạt 50 trượng, sau khi dưỡng thương tốt sẽ sắp xếp làm đội cảm tử. Sau này khi giao chiến cùng đường quốc lập được công có thể miễn được tội hôm nay. Đưa tất cả đi. Nghe vậy, thành chủ lưỡng giới thành lập tức ngất đi. Giọng nói của cô gái mặc giáp bạc vừa dứt, mấy người áo đen đã lặng lẽ xuất hiện trong sân kéo thành chủ và đám binh lính kia xuống. Cô gái mặc giáp đen quay người nhìn Diệp Huyên, lúc trước, trong thành không một ai dám đánh, ngươi lại dám. Vì sao? Diệp Huyên nhìn thẳng vào nàng, đáp, mặc dù ta không phải người lưỡng giới thành. Nhưng ta là người Khương quốc, thấy đồng bào mình bị sỉ nhục như vậy thì nhìn không nổi, cho nên đã ra tay. Cô gái mặc giáp bạc khẽ gật đầu, trong ánh mắt có một tia tán thưởng, nếu nam nhi Khương quốc ta đều như ngươi, chỉ là một đường quốc thì có gì cần phải sợ. Nhập quân theo ta, làm một tham tướng, thế nào? Nghe vậy, Hàn Hương Mộng và Lục Tiêu Nhiên bên cạnh đều biến sắc. Cửu công chúa này coi trọng Diệp Huyên.
vừa vào trong quân đã làm tham tướng, đãi ngộ này quá tốt ấy chứ một. Nên nhớ, tham tướng là có tới 100 binh sĩ dưới quyền đó. Tham tướng. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu. Từ chối. Lục Tiêu Nhiên đứng bên cạnh muốn nói gì đó lại thôi. Phải biết, nếu Diệp Huyên đồng ý thì có nghĩa từ nay về sau, sau lưng Diệp Huyên đã có cửu công chúa, đây là một cơ duyên to lớn đó. Hàn Hương Mộng cũng hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới việc sau lưng Diệp Huyên có một vị kiếm tiên thì nàng thấy cũng bình thường. Tên này há lại để ý tới một chức tham tướng sao? Thấy Diệp Huyên từ chối, cô gái mặt giáp bạc hỏi lại, không muốn sao? Diệp Huyên gật đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, hiện giờ không muốn gia nhập quân đội. Cửu công chúa khẽ gật đầu, nói ta không ép ngươi, nhưng niệm công ngươi hôm nay, vị trí này ta vẫn tạm thời giữ lại cho ngươi. Sau này nếu ngươi có ý, lúc nào cũng có thể vào quân đội của ta. Dứt lời, nàng định quay lưng rời đi. Đúng lúc này, A Ngư vẫn đứng một bên đột nhiên quỳ xuống trước mặt cửu công chúa, thảo dân xin được gia nhập quân đội. Cửu công chúa nhìn thoáng qua A Ngư một cái, hỏi, ngươi có biết gia nhập quân đội khổ thế nào không? A Ngư siết chặt hai nắm tay, khổ thế nào thảo dân cũng không sợ. Cửu công chúa nhìn A Ngư một lúc lâu rồi gật đầu nói, đi theo ta đi. Dứt lời, nàng cưỡi ngựa rời đi. A Ngư đứng dậy, quay sang nhìn Diệp Huyên, nhớ kỹ, ta tên A Ngư. Dứt lời, nàng ấy quay lưng đuổi theo cô gái áo giáp bạc. Ca. Lúc này, Diệp Liên chạy tới bên cạnh Diệp Huyên, ôm chặt lấy cánh tay hắn, chỉ sợ Diệp Huyên không thấy mình. Diệp Huyên vỗ nhẹ nhẹ cánh tay nhỏ của Diệp Liên, cười nói, không có việc gì. Ca không sao. Dứt lời, hắn quay sang nhìn Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, người vừa rồi kia chính là cửu công chúa Khương Quốc ta sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, chính là nàng. Nghe vậy, Diệp Huyên quay đầu lại liếc nhìn cuối con đường xa xa. Cửu công chúa. Đương nhiên hắn cũng đã từng nghe qua danh tiếng của người cùng được xưng là tuyệt đại song kiêu với An Lan Tú. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Diệp Huyên bèn hỏi, Lục tiền bối, tòa thành này là nơi trọng yếu của nước ta, vì sao nước ta không phái trọng binh trấn thủ? Lục Tiêu Nhiên bên cạnh Diệp Huyên khẽ đáp, trước đó nước ta và Đường Quốc có ký hiệp nghị đình chiến, cũng vì không muốn mâu thuẫn giữa hai nước càng lớn hơn. Bởi vậy bên trên một mực không phái trọng binh tới đây trấn thủ. Bởi vì một khi phái trọng binh tới đây tức là muốn khai chiến rồi. Nhưng nước ta yếu đuối và nhượng bộ như vậy chỉ đổi lấy Đường Quốc được một tấc lại tiến một thước. Hiện giờ cửu công chúa tới đây rồi, sợ là chiến tranh sẽ tới sớm thôi. Chiến tranh ư? Diệp Huyên chưa từng trải qua, nhưng hắn hiểu rất rõ. Nếu khai chiến sẽ có rất nhiều người chết đi. Nếu có thể thì đừng đánh vẫn tốt hơn. Sau nửa canh giờ, đám người leo lên thuyền bay khởi động cưỡi gió mà đi, sau lưng, lưỡng giới thành càng lúc càng nhỏ. Mà đế đô, càng ngày càng gần. Chương 55, hai chữ tạm tạm. Vì không có hoạt động giải trí, những ngày trên thuyền bay trôi qua một cách tẻ ngắt và nhạt nhẽo. Hoạt động mỗi ngày của Diệp Huyên, ngoại trừ chơi đùa cùng Diệp Liên ra, chỉ có điên cuồng tu luyện. Kể từ khi nắm được chiến ý, hắn đã có thể dễ dàng đánh bại cái bóng trong những lần giao đấu. Chiến ý. Thật ra Diệp Huyên cũng không hiểu về thứ mới lĩnh ngộ này lắm, hắn chỉ biết khi thúc giục nó trong lúc giao đấu thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa càng đánh càng mạnh, một phát hiện khiến hắn phấn khích đến run cả người. Điều duy nhất đáng tiếc là nó không phải kiếm ý, bằng không thì hắn đã trở thành tông sư kiếm đạo chân chính chứ không chỉ là chuẩn tông sư kiếm đạo nữa. Ngược lại, tuy đã lĩnh ngộ được chiến ý nhưng hắn vẫn không thể tự xưng là tông sư võ đạo, vì hiểu biết của hắn về võ đạo chẳng được bao nhiêu. Kiếm ý và chiến ý đều là biểu tượng cho thân phận tông sư kiếm đạo và tông sư võ đạo, nhưng không có nghĩa rằng lĩnh hội được chúng thì chắc chắn là tông sư. Chuyện này có rất nhiều môn đạo, chỉ có thể nói rằng Diệp Huyên hiện giờ đã lĩnh ngộ được ý cảnh mà hắn đáng lẽ không nên lĩnh ngộ, sau đó vẫn phải trải qua quá trình trung gian. Dĩ nhiên, việc hắn trở thành tông sư võ đạo chỉ là vấn đề thời gian. Từ trình độ mà nói, một khi đã đến ngự khí cảnh, biết ngự khí thì đã là tông sư võ đạo. Còn thực lực đến đâu thì phải xem người ấy am hiểu võ đạo như thế nào. Cho dù thế nào đi nữa, lần này hắn cũng đã thỏa mãn. Kiếm tâm sáng tỏ và chiến ý. Điều hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là đánh một trận cùng người con gái áo trắng như tuyết kia, An Lan Tú. Ngươi lúc này chưa phải là đối thủ của nàng ta.
Như đọc được suy nghĩ Diệp Huyên, cô gái bí ẩn lập tức lên tiếng, trong lần đầu tiên giao đấu với ngươi, nàng ta không chỉ áp chế cảnh giới mà còn áp chế cả một số năng lực đặc biệt khác. Tóm lại xem như tàm tàm. Tàm tàm. Gương mặt Diệp Huyên lộ ra vẻ quái dị, tiền bối à, nàng ta trong mắt người chỉ xứng với hai chữ tàm tàm thôi sao? Cô gái nhàn nhạt đáp, tàm tàm trong mắt ta đã đủ để nàng ta vùng vẫy khinh thường vô số thiên tài khác dưới vòm trời này rồi. Lòng hiếu kỳ của Diệp Huyên nảy lên, vậy trước kia tiền bối lợi hại lắm đúng không? Ngươi đoán xem. Cô gái bí ẩn lại nói, tiểu tử, thấy ngươi thương em như vậy nên ta tặng ngươi mấy câu. Trên đời này, thiên phú và thể chất đều là mây trôi. Từ cổ chí kim, có vô số kẻ có thể dùng nhục thể phàm thai mà sánh ngang với thần. Võ đạo, kiếm đạo, trăm nghìn đạo trên thế gian đều không có điểm dừng. Sở hữu thể chất thiên phú chỉ là một chút ưu thế mà thôi, còn có thể đi tiếp tới đâu thì phải xem nghị lực và tâm tính. Diệp Huyên im lặng. Nghị lực và tâm tính. Cái trước hắn hiểu, vì hắn đã dựa vào nó mà sống cùng muội muội đến giờ phút này, nhưng tâm tính thì hắn không rõ lắm. Hắn chỉ biết bản thân làm việc không hỏi đúng sai, chỉ nghe theo trái tim mình mà thôi. Cảm thấy đúng thì làm, cảm thấy sai thì không làm. Chuyện trên thế gian khó theo ý người, miễn không thẹn với lòng là được. Cô gái bí ẩn tiếp tục, hiện giờ ngươi đã lĩnh ngộ chiến ý thì có thể học thêm chút võ đạo để không lãng phí nó. Còn về bản thân võ đạo thì hãy tự mình tìm tòi học tập. Diệp Huyên sửng sốt, vội vàng nói tiền bối không am hiểu võ đạo ư. Không phải không hiểu mà là quá hiểu. Về sau, cho dù là võ đạo hay kiếm đạo thì ngươi cũng phải tự mình nghiên cứu, ta chỉ có thể dẫn đường cho ngươi khi ngươi mê man trong bóng tối mà thôi. Nàng ta khựng lại một hồi, đường người khác đi không phải đường của ngươi, đừng bắt chước theo họ. Chỉ có con đường ngươi tự mình đi, những gì ngươi tự lĩnh ngộ mới là của ngươi. Tựa như chiến ý này, ngươi đã lĩnh ngộ nó từ lựa chọn của bản thân. Nếu ta nói cho ngươi cách làm thì ngươi sẽ không bao giờ lĩnh ngộ được nó. Trong rất nhiều trường hợp, cố ý sẽ chỉ khiến tốt quá hóa lốp. Ôi trời, không tin được ta lại đang giảng những thứ căn bản này cho ngươi nghe. Nhanh chóng gia nhập học viện kia đi, bớt làm phiền ta. Diệp Huyên. Hắn đã hiểu ra điều mà cô gái bí ẩn muốn nói, vì vậy không quấy rầy nàng ta nữa. Cũng giống như khi nghe người khác nói leo núi rất mệt, rất khó vậy, ngươi sẽ không có được cảm giác ấy. Chỉ khi nào tự thân trải nghiệm, ngươi mới biết mệt ở đâu, khó ở chỗ nào. Võ đạo và kiếm đạo cũng tương tự, hắn chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới thấu hiểu chỗ mệt, chỗ khó trong đó. Một lúc sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, vừa khéo cũng chính là lúc nhóc béo Lục Minh đến phòng hắn chơi. Chương 56, Đế Đô. Kể từ sau khi Diệp Huyên đại triển thần uy ở lưỡng giới thành, sự sùng bái của cậu bé này dành cho hắn đã lên đến mức điên cuồng. Với một người vốn đã ngưỡng mộ kiếm tu, việc Diệp Huyên ra mặt vào thời điểm đó khiến hình ảnh của hắn trong mắt Lục Minh không khác gì cây cao bóng cả. Chỉ có thể nói là sùng bái, vô cùng sùng bái. Nhóc béo cũng quen cửa quen nẻo, sau khi vào phòng thì đặt một mớ trái cây lên chiếc bàn trước mặt anh em Diệp Huyên, cười hì hì, đại ca, liên tỷ, ăn đi, ngon lắm. Huynh muội họ Diệp nhìn nhau cười. Lục Tiêu Nhiên cũng bước vào, ôm quyền với Diệp Huyên, cười hỏi, không quấy rầy chứ? Diệp Huyên đáp, tất nhiên là không, mời Lục tiền bối ngồi. Hai đứa bé ngoan ngoãn lùi sang một bên khi Lục Tiêu Nhiên ngồi xuống, ông ta nói, còn nửa ngày nữa là đến Đế Đô, chẳng hay tiểu hữu có người quen ở đó. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn hoàn toàn không quen biết ai ở Đế Đô cả. Lục Tiêu Nhiên mỉm cười, Đế Đô là nơi vàng thau lẫn lộn. Nếu tiểu hữu không chê, có thể tạm dừng chân ở nhà ta. Sau khi gia nhập học viện thương mộc rồi thì đi ở thế nào do tiểu hữu quyết định, được chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy xin làm phiền tiền bối. Tục ngữ có câu thêm một người bạn là thêm một con đường, đối phương đã có lòng thì hắn còn từ chối làm gì? Thấy Diệp Huyên đồng ý, nụ cười của Lục Tiêu Nhiên càng sâu thêm. Ông ta là người đứng đầu một thành, sở hữu vô vàn quyền lực là điều tất nhiên, việc kết bạn với Diệp Huyên tất nhiên là vì tán thưởng tiềm lực của hắn. Lục Tiêu Nhiên chỉ ngồi lại thêm chốc lát rồi dẫn nhóc béo Lục Minh đi, để lại Diệp Huyên và Diệp Liên trong phòng. Diệp Liên nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên anh trai, thỏ thẻ, đại ca, có phải vì muội mà huynh từ chối làm tham tướng không? Thấy Diệp Huyên nhìn sang, cô bé tiếp lời, muội có hỏi nhóc béo, hắn nói tham tướng là một chức quan rất lớn. Là quan đấy đại ca.
Vậy mà huynh lại từ chối, sao huynh khờ quá vậy? Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu em, ta làm tham tướng thì muội biết làm sao bây giờ. Diệp Liên nhìn hắn, muội là gánh nặng của huynh, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, muội là người quan trọng nhất đời này của ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể buông bỏ bất cứ thứ gì vì muội. Hắn nắm chặt lấy tay cô bé, nếu không có muội, ta có thành kiếm tiên cũng vô nghĩa. Hai dòng lệ chảy dài trên má Diệp Liên, cô bé không nói gì, chỉ ôm ghì lấy Diệp Huyên, chốc lát sau đã thiếp đi. Diệp Huyên nhìn em gái trên giường, mặt trầm như nước. Diệp Liên thích ngủ hơn trước kia nhiều lắm, tuy có thiên hỏa noãn ngọc giúp cô bé bớt lạnh nhưng tình hình cũng không thật sự tốt, vì sắc mặt cô bé càng lúc càng nhợt nhạt. Diệp Liên ngày thường rất ít nói, nhưng Diệp Huyên biết đó là vì cô bé không muốn khiến hắn lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đắp mền cho em gái rồi rời khỏi phòng, đi lên boong thuyền. Đứng ở mũi thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mặt trời đã sắp về tây, nhuộm kín bầu trời bằng màu đỏ thắm như phủ lên tấm lụa đào, che phủ dãy thiên sơn bên dưới. Sắp đến đế đô rồi. Tiểu Hữu. Giọng nói của Lục Tiêu Nhiên truyền đến. Diệp Huyên quay lại, nhìn thấy ông ta đã đi đến bên người với nụ cười trên môi, trông Tiểu Hữu như đang rất nóng lòng muốn đến đế đô. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối có thể kể ta nghe một chút về học viện Thương Mộc không? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, học viện Thương Mộc không phải là một thế lực ở Khương Quốc như Túy Tiên Lâu mà trải rộng khắp nhiều quốc gia. Nguyên nhân mà họ được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy, ngoại trừ các vị đạo sư mạnh mẽ ra và tài nguyên tu hành ra, chính là sự tượng trưng cho thân phận. Chỉ cần vào được học viện là sẽ có cái mác thiên tài, về sau đi đến đâu cũng được các thế lực khắp nơi mời chào. Ông ta vừa nói vừa mỉm cười, người của học viện Thương Mộc đi đâu cũng được chào đón, thậm chí từ hoàng thất. Đối với con cháu nhà bình dân, đây là lối tắt để đổi đời, đối với con cháu hoàng thất và thế gia, thân phận của học viện chính là một loại bảo đảm cho họ. Hơn nữa, vào được đó rồi, họ có thể kết giao với rất nhiều thiên tài. Ngươi phải biết rằng, ở đế đô này, mạng lưới giao thiệp là quan trọng nhất. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi hỏi, vậy quốc sĩ An Lan Tú cũng từ học viện Thương Mộc mà ra. Không ngờ Lục Tiêu Nhiên lại lắc đầu, An quốc sĩ thì không. Diệp Huyên kinh ngạc, vì sao? Lục Tiêu Nhiên cười, viện trưởng đích thân tìm đến, đề nghị nàng ta gia nhập học viện, nhưng nghe nói đã bị từ chối. Từ chối ư, Diệp Huyên sửng sốt, vì sao chứ? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu, vì học viện Thương Mộc không có vị đạo sư nào có thể dạy nàng ta cả. Nói đúng hơn là nàng ta có thể dạy dỗ người khác rồi, lại bảo gia nhập học viện thì chẳng phải hạ thấp quá ư. Diệp Huyên. Lục Tiêu Nhiên lại nói, tuy không gia nhập nhưng học viện Thương Mộc vẫn tặng nàng ta chức danh đạo sư danh dự, tuy không có thực quyền nhưng những người khác trong học viện đều phải hành lễ khi gặp nàng ta, chỉ trừ viện trưởng và những vị quan trọng khác. Ông ta khẽ dừng lại một thoáng, theo ta được biết, bối cảnh sau lưng An quốc sĩ cũng không hề đơn giản. Nhưng đây lại không phải chuyện chúng ta nên quan tâm đến. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, nghe nói học viện Thương Mộc có y sĩ tài ba nhất, có đúng thế không? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, không dám nói là tài ba nhất, nhưng phương pháp điều trị của họ xem như là tốt nhất Khương quốc ta, cho dù là ngự y ở Hoàng Cung cũng thường xuyên đến thỉnh giáo, thậm chí còn có không ít ngự y xuất thân từ nơi ấy. Những lời này khiến cõi lòng thấp thỏm của Diệp Huyên được trấn an. Hắn nhìn về phương xa. Vượt qua dãy núi, dường như có thể thấy được đường nét mơ hồ của một ngôi thành cổ kính hùng vĩ. Đế Đô. Chương 57, 10 ngày. Đế Đô, trung tâm quyền lực của Khương Quốc, cũng là nơi phồn hoa nhất của Khương Quốc. Mà nơi này cũng là nơi vô số người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ. Thuyền bay cách Đế Đô ngày càng gần, Đế Đô cũng ngày càng rõ ràng. Lục Tiêu Nhiên ở bên cạnh Diệp Huyên nói, Diệp Huyên tiểu hữu, Đế Đô rồng rắn lẫn lộn. Mọi việc đều phải uyển chuyển một chút, nếu không có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Diệp Huyên gật đầu, ta không gây sự. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu nở nụ cười, không phải ta sợ cậu gây sự, mà là nơi này thật sự rồng rắn lẫn lộn, dù ta là người đứng đầu một thành thì đến đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo đắc tội người không nên đắc tội. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên tiểu hữu, ở nơi này, không phải không gây sự là xong, nếu được thì làm quen thêm mấy người. Sẽ rất có lợi cho ngươi. Kết bạn. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên hắn hiểu lợi ích của việc có thêm bạn. Thuyền bay cách đế đô ngày càng gần, nhìn từ vị trí bây giờ đã có thể thấy rõ đế đô cũng không rộng lắm,
có khoảng 1 triệu người, thành trì cũng rất cổ kính, rõ ràng là có lịch sử nhất định. Nhưng nơi này lại cực kỳ phồn hoa. Vẫn chưa đến gần, ở xung quanh đế đô đã có rất nhiều thuyền bay tiến vào, cũng có rất nhiều thuyền bay rời khỏi. Diệp Huyên nhìn cảnh phía chân trời, nhỏ giọng nói thật náo nhiệt. Lục Tiêu Nhiên cười bảo, sau khi đi vào sẽ càng náo nhiệt hơn. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng thấy hơi ngạc nhiên với đế đô trước mắt. Lúc thuyền bay cách đế đô khoảng 1000 trượng thì đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, bên dưới thuyền bay là một con sông lớn, trong sông đỗ ít nhất mấy chục chiếc thuyền bay, rất là đồ sộ. Lúc này, một giọng nói vang lên, đã đến đế đô, mời các hành khách chuẩn bị xuống thuyền. Diệp Huyên xoay người trở về phòng của mình, thấy Diệp Liên vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn cũng không gọi cô bé dậy mà cõng cô bé lên vai, đi tới boong thuyền. Lục Tiêu Nhiên nhìn Diệp Huyên một cái. Cười nói, Diệp Huyên tiểu hữu, đến phủ đệ của ta trước đi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì làm phiền rồi. Nghe thấy lời Diệp Huyên, nhóc béo Lục Minh lập tức mặt mày hớn hở, vì một mình cậu bé đến đế đô vốn dĩ rất nhàm chán, bây giờ có hai người đi cùng, đương nhiên cậu bé phải vui rồi. Thuyền bay chậm rãi hạ xuống, chẳng mấy chốc, thuyền bay vững vàng dừng lại trên con sông lớn, bên cạnh thuyền bay để một cái bậc thang lớn, vô số người đi xuống từ trên thuyền bay. Sau khi cõng em gái xuống thuyền bay, Diệp Huyên bèn đi theo Lục Tiêu Nhiên đến cổng thành cách đó không xa. Trên thuyền bay, Hàn Hương Mộng nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, e rằng học viện Thương Mộc này sắp không yên ổn rồi. Một ông lão bên cạnh Hàn Hương Mộng nói với giọng điệu nặng nề, vì sao tiểu thư không lấy lòng cậu ta? Hàn Hương Mộng lắc đầu, ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ đi làm quen chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Nói xong. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên đế đô xa xa, nhẹ giọng nói, bây giờ chỉ có gia nhập học viện Thương Mộc mới có chút hy vọng. Dưới cổng thành, Diệp Huyên nhìn cổng thành trước mắt, trong lòng hơi bùi ngùi, lúc này hắn mới phát hiện Thanh Thành nhỏ đến mức nào, cổng Thanh Thành còn không lớn bằng 1/10 cổng thành trước mắt. Đây mới thật sự là tòa thành, Thanh Thành còn chẳng phải một tòa thành. Sau khi đi vào cổng thành, cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên là lớn, đường lớn dưới chân hắn rộng ít nhất 20 trượng. Nhà cửa kiến trúc xung quanh xen vào nhau, không hề có cảm giác chật chội, trông cực kỳ thoải mái. Cảm giác thứ hai là náo nhiệt, trong thành ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, nếu nói chuyện nhỏ giọng một chút e là khó mà nghe thấy. Lúc này, Diệp Liên cũng đã tỉnh. Diệp Liên ngạc nhiên nhìn xung quanh, ca ca, nơi này náo nhiệt hơn Thanh Thành chúng ta nhiều. Diệp Huyên cười, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, học viện Thương Mộc ở đâu vậy? Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu đừng nôn nóng, học viện Thương Mộc còn khoảng 10 ngày mới bắt đầu tuyển nhận, giai đoạn hiện tại, học viện Thương Mộc không chào đón người ngoài, cho nên bây giờ cậu đến đó cũng không có ý nghĩa gì, đến phủ đệ của ta ở lại, sau đó tu dưỡng mấy ngày, chuẩn bị đủ rồi hẳn đến học viện Thương Mộc cùng nhi tử của ta, thấy thế nào? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên là được. Nhóm người được Lục Tiêu Nhiên dẫn đến một tòa phủ đệ rất lớn, cũng rất xa hoa, đây là chuyện bình thường. Dù sao Lục Tiêu Nhiên cũng là người đứng đầu một thành. Lục Tiêu Nhiên sắp xếp riêng cho hai huynh muội Diệp Huyên một trạch viện, điều đến 3 nha hoàn, khiến Diệp Huyên thấy hơi ngại. Mà sau khi vào trạch viện chưa được nửa canh giờ, Diệp Huyên lại ngủ tiếp. Thấy cảnh này, lòng Diệp Huyên trùng xuống. Một ngày 12 canh giờ, Diệp Liên ngủ mất 9 canh giờ. Điều này nhất định là không bình thường. Sau khi đắp chăn cho Diệp Liên, Diệp Huyên ra khỏi phòng, đi vào sân. Thời gian khoảng 10 ngày. Bây giờ, học viện Thương Mộc chính là niềm hy vọng của hắn. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, vì bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh, còn tiêu chuẩn nhận người thấp nhất của học viện Thương Mộc chính là ngự khí cảnh. Như nghĩ đến điều gì, hắn lấy một viên ngọc bội màu trắng ra, đây là An Lan Tú tặng cho hắn, nếu lúc đó thật sự không được, hắn chỉ có thể sử dụng ngọc bội này thôi. Dù hắn rất muốn dựa vào thực lực của mình tiến vào học viện Thương Mộc. Linh kiếm. Diệp Huyên biết đợi sau khi vào học viện Thương Mộc, mình phải bắt đầu chuyện thu linh kiếm rồi. Khác với người khác, hắn muốn nâng lên cảnh giới của mình thì phải đi tìm linh kiếm để nuốt, mà linh kiếm quý giá đến mức nào chứ? Dù có thì đắt biết bao nhiêu, với tài sản của hắn bây giờ, e rằng một cọng lông cũng không mua nổi. Bây giờ hắn mới cảm nhận được người bình thường tu luyện là chuyện khó khăn đến mức nào. Tu luyện. Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục, hắn không đấu với cái bóng nữa, cái bóng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn,
bây giờ điều hắn muốn làm là nắm giữ chiến ý. Hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được chiến ý mờ mịt này. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, chưa được hai ngày nữa đã đến ngày chiêu sinh của Học viện Thương Mộc. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên nắm chặt hai tay, sức mạnh vô hình không ngừng chấn động trên tay hắn. Chiến ý. Bây giờ hắn không cần một chiêu kiếm định sinh tử mới có thể đấu với cao thủ lăng không cảnh nữa, hiện tại hắn chỉ cần sử dụng chiến ý này là có thể liều mạng với lăng không cảnh rồi. Nhưng có thể thắng hay không thì hắn cũng không biết. Chương 58, làm phiền rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là cái hắn lĩnh ngộ không phải kiếm ý, nếu không, bây giờ hắn đối đầu với cao thủ lăng không thật sự không có chút áp lực nào. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Vì Lục Tiêu Nhiên đi đến tiểu viện của bọn họ, nhìn thấy Diệp Huyên, Lục Tiêu Nhiên cười nói, gần đây tiểu hữu ở có quen không? Diệp Huyên cười, sau đó đáp, nói thật, ta và muội muội chưa từng ở nơi nào tốt như thế cả. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha, tiểu hữu đúng là biết nói đùa, đúng rồi, tối nay có một buổi tiệc rượu, nếu tiểu hữu có thời gian thì dẫn muội muội đi cùng ta. Tiệc rượu, nhanh nhất tại cộng cộng trumtruien.vn. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi tiệc rượu gì. Lục Tiêu Nhiên cười nói, đại hoàng tử của đế đô tổ chức một buổi tiệc rượu, mỗi lần Học viện Thương Mộc chiêu sinh đều sẽ có người từ khắp nơi trên Khương quốc đến đế đô. Đương nhiên hoàng thất Khương quốc sẽ không xem thường những thiên tài này, vì vậy, ngài quốc chủ thường sẽ phái một hoàng tử đến đón những thiên tài này thay mình. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ không phải ai cũng có thể tham gia đúng không? Lục Tiêu Nhiên gật đầu, đương nhiên, chỉ có những người có thân phận, có thực lực mới có tư cách tham gia bữa tiệc này, hoặc nói một cách khác người có thể tham gia tiệc rượu này gần như đều là 100% có thể tiến vào Học viện Thương Mộc, nếu không, bên trên sẽ không mời bọn họ. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, ta không nhận được lời mời. Lục Tiêu Nhiên nghiêm mặt nói, tiểu hữu, ngươi cứ đi cùng ta mời ngươi là được. Nếu có thể vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn, người đến đều là thiên tài yêu nghiệt, nếu có thể làm quen với mấy người cũng có lợi với ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Đúng như Lục Tiêu Nhiên nói, có thể làm quen mấy người cũng không tệ, kiếm tu không nhất định phải cô đơn một mình. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt của Khương quốc. Lục Tiêu Nhiên gật đầu, cười nói, vậy tiểu hữu chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta cùng xuất phát. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyên trở về phòng, lúc này, Diệp Liên cũng đã tỉnh. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, hắn xoa nhẹ gò má cô bé, dịu dàng nói, đừng ngủ nữa, huynh dẫn muội đi ăn uống thỏa thuê. Diệp Liên chớp mắt, sau đó nở nụ cười sán lạn, được ạ. Diệp Huyên bóp nhẹ mũi Diệp Liên, mau đi rửa mặt, chúng ta xuất phát luôn. Nửa canh giờ sau, Lục Tiêu Nhiên dẫn hai huynh đệ Diệp Huyên rời khỏi phủ đệ cùng một đám người, cả nhóm nhanh chóng đi tới trước một tửu lâu ở trung tâm thành. Tiên khách lâu. Tiên khách lâu có thể nói là tửu lâu lớn nhất trong đế đô, chiếm diện tích gần 1.000 mét vuông, có tổng cộng 6 tầng, bên ngoài mạ vàng, cực kỳ xa hoa. Mà tửu lâu này chính là sản nghiệp của Túy Tiên lâu. Nhìn thấy tửu lâu này, hai huynh muội Diệp Huyên đều khiếp sợ. Bọn họ đã từng thấy tửu lâu xa hoa như thế bao giờ đâu. Đừng nói là bọn họ, dù là nhóc béo Lục Minh cũng hơi khiếp sợ, Thiên Sơn Thành cũng không có tửu lâu lớn như thế. Nhìn thấy vẻ mặt của ba người, Lục Tiêu Nhiên cười ha ha, đây cũng không phải cái lớn nhất, sau này các ngươi ra ngoài nhiều sẽ phát hiện thế giới rộng lớn, không gì không có. Diệp Huyên gật đầu, hắn rất tán thành điều này. May là rời khỏi Thanh Thành, nếu không, cả đời này hắn đều sẽ làm ếch ngồi đáy giếng. Lục Tiêu Nhiên dẫn ba người đi vào tiên khách lâu, một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp lập tức đi ra nghênh đón, là Lục Thành chủ đó sao? Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, còn nửa canh giờ nữa tiệc rượu mới bắt đầu, đại hoàng tử đã sắp xếp một vài hoạt động, giải trí, cho Lục Thành chủ rồi, Lục Thành chủ có muốn thử không? Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên đỏ mặt, vội lắc đầu, không cần, dẫn ta đi gặp đại hoàng tử. Cô gái gật đầu, dẫn mấy người Lục Tiêu Nhiên và Diệp Huyên lên lầu, khi đi đến tầng thứ tư, hai huynh muội Diệp Huyên bị cảnh trước mắt làm sợ ngây người. Tầng thứ tư là một quảng trường vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn cả nhà họ Diệp của bọn họ nữa, mà bên trong còn cực kỳ xa hoa, xung quanh vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện, ngay cả dưới chân cũng lót một lớp da thú thật dày, đi lên mềm mại, cực kỳ thoải mái.
Chậc, nhóc béo Lục Minh ở bên cạnh bước lên gia thú dưới chân, thở dài, cha, đây là gia xích hổ đó, một tấm gia thú này có giá ít nhất mấy trăm kim tệ đúng không? Nơi này có tới mấy chục nghìn tấm, con mẹ nó, Túy Tiên lâu này còn giàu hơn nhà chúng ta nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên và Diệp Liên nhìn nhau một cái, Diệp Huyên cười lắc đầu, đúng là nghèo khó cản trở tầm nhìn của ca. Lục Tiêu Nhiên cười, tiểu hữu, Túy Tiên lâu này có thể nói là giàu nhất cả nước, dù là hoàng gia cũng không giàu như bọn họ. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa, sau đó lại nói, tiểu hữu đợi nhé, ta đi một lát rồi quay lại. Nói xong, ông ta đi nhanh về phía xa. Đúng lúc này, một thanh niên đi tới, chắp tay với Diệp Huyên, vị huynh đài này mới đến sao? Diệp Huyên gật đầu, chắp tay đáp lễ, mới đến. Người đàn ông trẻ tuổi nói, tại hạ là thế tử Dư Bất Nhị của nhà họ Dư ở Xuyên Thành, xin hỏi huynh đài là. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên của Thanh Thành, một tán tu. Tán tu. Thanh niên hơi ngây người, sau đó quan sát Diệp Huyên một lúc, ngươi là tán tu. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nét mặt thanh niên trở nên lạnh lùng, làm phiền rồi. Nói xong, gã xoay người đi. Diệp Huyên. Thanh niên đi tới một bên, chắp tay với một người đàn ông trong đó, tại hạ là Dư Bất Nhị thế tử của nhà họ Dư ở Xuyên Thành, huynh đài là. Người đàn ông kia chắp tay đáp lễ, tại hạ Mạc Tiêu, thế tử của nhà họ Mạc ở Việt Thành. Nghe vậy, thanh niên lập tức giật mình, là nhà họ Mạc có mấy chục cái mỏ vàng kia ư. Người đàn ông gật đầu, đúng thế. Thanh niên kéo lấy cánh tay người đàn ông, cười nói, Mạc huynh, hôm nay ngươi và ta như vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Nào, chúng ta uống mấy chén đi, chương 59, người đẹp nhất đế đô. Thấy cảnh này, Diệp Huyên và Diệp Liên lập tức ngây người. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, vẫn là cảm giác quen thuộc. Ở Thanh Thành cũng là như thế, ai có giá trị mới được người khác làm quen. Mà người có giá trị cũng sẽ chỉ làm quen với người có giá trị. Lục Minh bên cạnh Diệp Huyên tức giận nói, đại ca, cái tên này coi thường người khác, có cần ta chút giận giúp huynh không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhóc béo, lắc đầu nở nụ cười, vận hợp theo loài, rất bình thường. Nhóc béo còn muốn nói gì đó thì lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi tới, đằng trước ông ta còn có một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, khoảng 25-26 tuổi. Tướng mạo tuấn tú, giữa hai lông mày mang theo chút uy nghiêm. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, quan sát Diệp Huyên một lát, sau đó cười nói, đây là Diệp Huyên huynh đệ sao? Diệp Huyên nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục Tiêu Nhiên vội nói, Diệp Huyên tiểu hữu, đây là đại hoàng tử Khương Niệm Sinh của Khương quốc chúng ta. Đại hoàng tử. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó chắp tay với đại hoàng tử, Diệp Huyên của Thanh Thành. Không tự ti cũng không kiêu ngạo. Đại hoàng tử gật đầu, cười nói, nếu Diệp Huyên huynh đệ đã là người Lục thành chủ coi trọng, thì sau hôm nay đương nhiên phải thân thiết hơn mới được. Diệp Huyên đang định lên tiếng, đúng lúc này, một giọng nói hưng phấn đột nhiên vang lên, Mạt Tùy Thanh đến rồi. Mạt Tùy Thanh, nghe thấy âm thanh này, những người đang có mặt lập tức nhìn về phía đầu cầu thang. Đại hoàng tử trước mặt Diệp Huyên cũng nhìn về phía cầu thang, hắn ta sửa sang lại quần áo, sau đó đi qua. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, đương nhiên ông ta thuộc phe đại hoàng tử, lần này muốn giới thiệu Diệp Huyên cho đại hoàng tử quen biết, mà vì không khiến Diệp Huyên khó chịu, ông ta cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức của Diệp Huyên, bây giờ thấy đại hoàng tử bình tĩnh như thế thì muốn nói thêm hai câu, nhưng nghĩ đến Diệp Huyên là kiếm tu, không thích như thế nhất, vì thế ông ta không nói gì nữa. Giới thiệu không được cũng chẳng sao, nhưng nếu khiến Diệp Huyên khó chịu thì thật sự mất nhiều hơn được. Trong ánh mắt của mọi người, một cô gái đi lên từ dưới cầu thang. Cô gái khoảng 20 tuổi, mặc váy dài màu đỏ rực, vóc dáng cao gầy, cực kỳ mảnh mai, vẻ ngoài của cô gái cũng cực kỳ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, đặc biệt là đôi mắt to kia, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta chìm đắm vào trong đó. Rất đẹp. Dù là Diệp Huyên cũng nhìn thêm mấy lần. Đối với sự vật xinh đẹp, hắn cũng sẽ không từ chối, nhưng cũng chỉ là thưởng thức thôi, chứ hắn hoàn toàn không có ý nghĩ khác. Diệp Huyên rời mắt nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên bên cạnh, tiền bối, đây là. Lục Tiêu Nhiên cười đáp, Mạt Tùy Thanh, người đẹp nhất đế đô. Người đẹp nhất đế đô. Diệp Huyên ngây người, sau đó vô thức nói, An Lan Tú thì sao? Dù cô gái trước mặt nghiêng nước nghiêng thành,
nhưng nếu nói nàng ta đẹp hơn An Lan Tú thì hơi quá. Lục Tiêu Nhiên cười nói, An Quốc Sĩ nổi tiếng không phải dựa vào vẻ bề ngoài, ấn tượng của người khác với nàng ta cũng không phải vẻ bề ngoài, tiểu hữu hiểu rồi chứ. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Mặt Tùy Thanh xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt đều tập trung lên người nàng ta, ai cũng vây quanh nàng ta, tựa như ngôi sao vây quanh trăng sáng vậy. Lục Tiêu Nhiên bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Mặt Tùy Thanh này không chỉ xinh đẹp, sau lưng nàng ta còn là nhà họ Mạt, một thế gia lâu đời, dù là hoàng thất cũng phải kiêng dè. Bây giờ hai vị hoàng tử của Khương Quốc đều đang tranh giành vị trí thái tử, ai trong bọn họ có thể cưới nàng ta thì vị trí thái tử gần như nắm chắc trong tay rồi. Đáng tiếc Mặt Tùy Thanh này vô cùng kén chọn, nàng ta từng nói Khương Quốc không có nam tử nào xứng với mình cả. Lúc này, Diệp Liên bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cảm thấy ca ca của ta có thể. Diệp Huyên liếc Diệp Liên một cái, ca ca cũng chỉ là báu vật trong lòng muội thôi, trong mắt người khác, e rằng còn không bằng một cọng cỏ. Diệp Liên nở nụ cười ngọt ngào, ôm chặt lấy tay Diệp Huyên. Trong lòng cô bé, ca ca cô bé xứng với tất cả mọi người trên thế gian này. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha, tiểu hữu đừng tự ti, tiểu hữu tuổi nhỏ tài cao, nếu có lòng, mọi chuyện đều có khả năng mà. Ông ta không biết người đứng sau Diệp Huyên là ai, nhưng ông ta biết một điều, đó là sau khi Diệp Huyên giết trưởng lão của Túy Tiên Lâu vẫn còn bình an, sau đó Hàn Lâu chủ của Túy Tiên Lâu cũng chết luôn. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Mặt Tùy Thanh ở phía xa, người phụ nữ này kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, hắn sẽ không tự khiến mình mất mặt. Chuyện đề cử, Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. Theo hắn thấy, hai người ở bên nhau thật ra nên xem cảm giác và tính cách, dù thiên phú và tiềm lực cũng rất cần thiết, nhưng nếu tình cảm xây dựng trên thiên phú tiềm lực và gia thế bối cảnh thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Như vậy cũng như là ta có tiền ngươi mới yêu ta. Ta không có tiền ngươi sẽ không yêu ta, tình cảm như thế có ý nghĩa gì? Buổi tiệc sắp bắt đầu, Diệp Huyên, muội muội Diệp Liên cùng với Lục Tiêu Nhiên và nhóc béo ở một bàn riêng, trên bàn để đầy các loại món ăn, hơn nữa còn đang không ngừng lên món. Hai huynh muội và nhóc béo ăn không biết trời trăng mây gió. Hắn và muội muội sống khổ đã quen, thật sự chưa từng ăn sơn hào hải vị gì, còn nhóc béo chỉ đơn giản là tham ăn thôi. Người xung quanh thì làm quen hoặc chúc rượu nhau. Chỉ có bàn của bọn họ là điên cuồng ăn. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ, nhưng ông ta cũng hết cách, tính tình con trai mình thế nào ông ta hiểu rõ hơn bất cứ một ai, bảo nhóc béo đi nói những lời dối trá kia cậu bé cũng không làm được, thậm chí còn có thể đắc tội với người khác. Còn Diệp Huyên, theo ông ta thấy, Diệp Huyên cực kỳ kiêu ngạo, không muốn làm quen với người khác, thật ra ông ta hoàn toàn không biết mỗi lần khi Diệp Huyên nói mình là tán tu, mọi người đều chạy mất. Diệp Huyên cũng hết cách. Mẹ kiếp, trước khi kết bạn còn hỏi nhà ngươi làm cái gì, không phải là kiếm chuyện sao? Một lát sau, Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía xa, sau đó nói, ba người ăn trước đi, có mấy người quen cũ đến, ta đi chào hỏi. Ba người Diệp Huyên đều không đáp lại ông ta, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu nở nụ cười, đứng dậy rời đi. Diệp Liên gắp cho Diệp Huyên một cái đùi gà to, ca ca, huynh bồi bổ nhiều vào. Nói xong. Cô bé lại gắp một cọng cải trắng cho vào bát nhóc béo, đệ phải giảm cân, rau cải ngon, đệ ăn nhiều chút. Nhóc béo nhìn thoáng qua rau trong bát, oán trách nói, Liên tỷ, tỷ thật bất công. Nghe vậy, Diệp Liên cười khẽ, cô bé lại gắp một miếng thịt kho tàu cho Diệp Huyên, ca ca, cái này ngon, mềm lắm. Nhóc béo ngồi bên cạnh nhìn mà thấy cạn lời, hừ, sau khi về, ta nhất định phải bảo mẹ sinh cho ta một muội muội, không, là hai muội muội. Diệp Huyên và muội muội nhìn nhau, một giây sau, hai huynh đệ đều nở nụ cười. Bên kia, cạnh Mặt Tùy Thanh có một cô gái mang khăn che mặt, cô gái này chính là Hàn Hương Mộng vừa đến không lâu. Dù Hàn Hương Mộng đang trò chuyện với Mặt Tùy Thanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Diệp Huyên ở phía xa, nàng ta cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ xuất hiện ở đây. Chương 60, thân phận của Diệp Huyên. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Hương Mộng, Mặt Tùy Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên phía xa xa, Hương Mộng. Người biết người kia à? Hàn Hương Mộng gật nhẹ đầu. Mặt Tùy Thanh cười nói, có thể khiến ngươi chú ý như thế đúng là không đơn giản, nói xem, là công tử nhà nào vậy? Hàn Hương Mộng lắc đầu, chỉ từng nói chuyện một hai lần, cũng không thân thiết lắm. Mặt Tùy Thanh cong môi, nở nụ cười như hồ ly, không thân thiết lắm mà ngươi lại nhìn hắn mãi, sao nào, động lòng rồi hả? Nói xong,
Nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, trông cũng được đấy, thẩm mỹ tạm chấp nhận được. Hàn Hương Mộng lắc đầu, đừng nói lung tung, chỉ từng qua lại hai lần với hắn thôi, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Mặt Tùy Thanh nhìn một vòng xung quanh, cười nói, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, nơi này có thiên tài của các thành ở Khương Quốc, đến đây làm quen mấy người vô cùng có lợi, xã hội bây giờ, ngoài thực lực của bản thân còn phải nói đến mối quan hệ, không phải sao? Hàn Hương Mộng nhẹ giọng hỏi, ngươi có thấy hắn đi làm quen với ai à? Mặt Tùy Thanh hơi ngây người, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên một lần nữa, hơi ngạc nhiên nói, nghe ngươi nói thế, ta mới thấy hắn cũng hơi đặc biệt. Hàn Hương Mộng lắc đầu, không nói đến hắn nữa, việc của hắn không liên quan đến chúng ta. Mặt Tùy Thanh lại liên tục lắc đầu, ta thì thấy hơi hứng thú. Đi, chúng ta đi xem thử. Sắc mặt Hàn Hương Mộng hơi thay đổi. Nàng ta vội nói, Tùy Thanh, đừng trêu chọc hắn, hắn. Trêu chọc. Mặt Tùy Thanh cười nói, ngươi dùng từ này lạ thật đấy, ta thấy hình như ngươi hơi sợ hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Hương Mộng đang muốn nói chuyện, Mặt Tùy Thanh đột nhiên nói, thôi đi, hắn ngày càng khiến ta thấy tò mò rồi đấy. Đi, đi gặp hắn với ta. Nói xong, nàng ta kéo Hàn Hương Mộng đi tới trước bàn của Diệp Huyên. Hành động của hai cô gái đương nhiên thu hút sự chú ý của vô số người, nhìn thấy hai cô gái đi tới trước bàn của Diệp Huyên, mọi người đều nhìn về phía hắn. Tò mò. Đương nhiên là tò mò về thân phận của Diệp Huyên rồi, cũng chẳng có mấy ai có thể khiến Mặt Tùy Thanh để ý. Mặt Tùy Thanh quan sát Diệp Huyên, cười nói, nơi này không có ai, không ngại cho tỉ muội chúng ta ngồi ở đây chứ. Diệp Huyên quan sát hai cô gái, dĩ nhiên hắn biết Hàn Hương Mộng. Nhưng hắn không hiểu hai người này muốn làm gì. Không đợi Diệp Huyên trả lời, Mặt Tùy Thanh đã kéo Hàn Hương Mộng ngồi xuống, nàng ta quan sát Diệp Huyên, không biết công tử xưng hô thế nào. Đến từ thế gia nào? Diệp Huyên buông đũa xuống, chắp tay, Diệp Huyên, tán tu. Tán tu. Mặt Tùy Thanh càng thấy hứng thú hơn, chỉ là tán tu thôi sao? Diệp Huyên gật đầu, chỉ là tán tu. Mặt Tùy Thanh cười nói, tán tu không có tư cách đến đây. Diệp Huyên đáp, chúng ta chỉ theo lục thành chủ đến đây ăn chùa thôi. Ăn chùa. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, người xung quanh lập tức cười rộ lên. Mặt Tùy Thanh cũng nở nụ cười, lần đầu tiên ta gặp người đến đây ăn chùa đấy. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi hỏi, Mặt cô nương, cô có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía này, đối với hắn đây cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Mặt Tùy Thanh cười nói, không có gì, chỉ qua đây chơi thôi, không được à? Sao hả, Diệp Huyên, công tử cảm thấy ta không xứng ngồi một bàn với công tử sao, nói xong, nàng ta hơi cong môi. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám đàn ông xung quanh lập tức thay đổi. Một gã đàn ông trong đó đi tới bên cạnh Mặt Tùy Thanh, gã lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, Mặt cô nương, hắn là cái thá gì mà xứng ngồi một bàn với cô nương chứ? Đúng lúc này. Nhóc béo đột nhiên đập bàn một cái, cậu bé tức giận chỉ vào người đàn ông vừa nói chuyện, con mẹ nó, ngươi là cái thá gì, xứng nói chuyện như thế với đại ca của ta sao? Gã đàn ông kia híp mắt lại, có phải ngươi muốn chết không? Nhóc béo đang định lên tiếng thì bị Diệp Huyên kéo lại, sau đó nhìn về phía Mặt Tùy Thanh, Mặt cô nương, ta đắc tội cô chỗ nào? Cô muốn kéo thù hận đến cho ta sao? Mặt Tùy Thanh chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ kéo thù hận. Ta đâu có. Công tử đừng vu oan cho ta. Nói đến đây, nàng ta khẽ thở dài, ta thấy công tử có khí chất, muốn kết bạn, không ngờ lại bị công tử hiểu lầm như vậy, hầy, xem ra Diệp công tử không muốn kết bạn với ta. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, nhưng cô cũng thấy đấy, bây giờ những lời cô nói đã khiến ta trở thành kẻ thù của mọi người rồi. Mặt Tùy Thanh nhếch miệng cười, đó là chuyện của ngươi, không phải sao. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mặt Tùy Thanh. Người phụ nữ này rõ ràng đến để gây sự, hắn đứng dậy kéo nhóc béo và Diệp Liên, chúng ta đi thôi. Diệp Liên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé cầm lấy một quả táo trên bàn, sau đó cho vào túi, vì Diệp Huyên thích ăn trái cây sau khi dùng bữa. Thấy ba người muốn đi, vẻ mặt Mặt Tùy Thanh dần lạnh xuống, Diệp Huynh không nể mặt như thế ư. Sao vậy, thật sự xem thường ta à? Gã đàn ông bên cạnh Mặt Tùy Thanh cười nói, Mặt cô nương, đừng so đo với loại người này. Nói xong, gã nhìn thoáng qua Diệp Liên, châm chọc, đến ăn uống chùa thì thôi đi, lúc bỏ đi còn muốn mang về, ta thật sự chưa từng nghe chưa từng thấy đấy,
Thôi vậy, loại người thấp kém như vậy, e rằng việc càng thấp kém hơn cũng làm ra được. Nghe thấy lời của gã đàn ông, Diệp Liên hơi tái mặt, cô bé vội để lại quả táo lên bàn. Khi nghe thấy lời của gã đàn ông, Hàn Mộng Hương ở bên cạnh lập tức biến sắc. Thảm án trên thuyền bay xảy ra thế nào? Chính là vì cô bé này. Đúng như dự đoán, gã đàn ông kia vừa nói xong, Diệp Huyên biến mất ở chỗ ban đầu như một cơn gió lốc, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt gã đàn ông, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị đấm một cú vào miệng. Bốp! Gã đàn ông lập tức bay xa mấy trượng, răng trong miệng rơi hết, máu tươi bắn ra. Thấy cảnh này, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Ra tay! Không ngờ lại có người ra tay ở đây. Mà Tùy Thanh cũng không ngờ người đàn ông trước mắt lại ra tay, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, công tử thật có bản lĩnh. Sau khi đánh bay gã đàn ông, Diệp Huyên đi thẳng đến trước mặt mặt Tùy Thanh, loại nữ nhân ỷ vào việc mình có chút sắc đẹp, không coi ai ra gì, cũng không tôn trọng ai, thích đùa bỡn nam nhân xung quanh như đồ chơi, nhìn thấy bọn họ làm chuyện ngu xuẩn vì một câu nói một hành động của mình, trong lòng cô vui vẻ lắm đúng không? Đừng trách ta nói thẳng, loại nữ nhân như cô, cởi hết nằm trước mặt lão tử cũng chẳng có hứng thú. Dứt lời, hắn cầm lấy quả táo trên bàn, sau đó kéo Diệp Liên và nhóc béo xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.